chương 2780, tuyệt cảnh. Đây chính là tiên binh chém ra, bất luận tổn thương ở vị trí nào cũng sẽ tạo thành trọng thương. Tiên vương còn lại cũng đang giúp đỡ, cái này tiến không thể, lùi lại càng không thể nào, ngoại trừ liều mạng với thiên sinh ra, thì không còn đường khác. Nhưng vô dụng, thiên sinh quá mạnh mẽ, sức chiến đấu của hắn vô hạn tiếp cận tiên vương tầng 4, đại sát tứ phương, không người nào có thể ngăn trở. Sắc mặt của lăng hàn tái nhợt, ngực hắn bị hắc tháp xô ra tổn thương vẫn không có khôi phục, trên người lại thêm mấy chỗ tổn thương, để hắn vô cùng thống khổ. Thên chốt là, tùy bọn họ cũng dùng tiên binh chém chúng thiên sinh, nhưng người ta chính là tiên binh, bị chém chúng thì đã có sao, không đến nơi đến trốn. Còn tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ chết, chẳng lẽ phải dùng quyền trục vị diện. Lăng Hàn hoài nghi, thiên sinh vốn là thiên địa xúc tích, ngay cả thiên kiếp cũng không sợ, không thấy hắn xuất thế không có thiên kiếp dáng lâm sao. Hắn tuyệt đối là thiên địa mở cửa sau tạo ra, vì lẽ đó thiên địa làm sao có khả năng cầm thiên kiếp đi đánh hắn? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lăng Hàn thậm chí muốn liều lĩnh xuyên qua truyền tống trận, mời Chu Hằng ra tay, người khác không tiến vào tiên lộ được, nhưng Chu Hằng nhất định có biện pháp, cùng lắm lôi tiên lộ từ trong hư không ra, bản thân lục bộ thiên tôn liền mạnh hơn thiên địa, tuyệt đối không khó làm được điểm ấy. Nhưng muốn tìm được Chu Hằng, tuyệt không phải sự tình trong thời gian ngắn, nói không chắc chờ Chu Hằng đến, tất cả mọi người nơi này đã chết sạch thiên sinh thì đã sớm trốn xa xa. Hắn là thiên địa xúc tích, tuyệt đối có thể hoàn mỹ hòa vào thế giới này, ngay cả thiên tôn cũng không thể tra. Trừ khi Chu Hằng đánh nổ toàn bộ tiên vực, thu tất cả mọi người vào không gian thần khí, có thiên sinh ở một bên, có thể làm được sao, hắn lại không phải người chết, hơn nữa thực lực cực kỳ khủng bố, không có những người khác kiềm chế, lăng hàn còn muốn phá vòng vây. Khó như lên trời, hỏa phù dung được xưng vạn cổ đệ nhất tiên, hiện tại cũng cao mày, không có biện pháp gì kỳ vô danh chính là tiên vương tầng 9 mạnh nhất chuyển thế hiện tại cũng bó tay toàn tập thiên sinh xuất hiện là tồn tại đánh vỡ quy tắc căn bản không phải đám người lăng hàn bây giờ có thể so sánh oanh một chùm nhiệt huyết nổi lên phú chu bị một đao cắt đứt cổ nhiệt huyết dâng trào nhưng tinh hoa ở trong đó đều bị kim đao hút tới hóa thành lực lượng to lớn của thiên sinh lăng hàn không khỏi gào thét tuy hắn cùng phú chu thời gian trung đụng không dài nhưng dù sao cũng là tiểu đệ của hắn trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mặt mình loại tâm tình này quá khó tiếp thu. Ha 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 ha, thiên sinh cười lớn, thân hình cử động, hắn sẽ không lưu ý cảm thụ của những người khác, tiếp tục đại khai sát giới. Ngay cả tiên vương tầng 3 cũng bắt đầu đẫm máu, tiên vương tầng 1, tầng 2 vốn giống như gặt lúa mạch, chỉ cần bị thiên sinh nhìn chằm chằm liền khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Cũng không lâu lắm, hát tân giác cũng bị chém giết, có máu tươi bắn đến trên người lăng hàn, để vẻ mặt của hắn trở nên càng ngày càng lạnh lẽo. Hắn nhất định phải giết thiên sinh thoải mái, quá thoải mái, thiên sinh cất tiếng cười to, không cần để ý tới quy củ thối gì, cảm giác trắng trợn không kiêng rẻ thật tốt. Những nhiệt tử này, không phải các ngươi mới có thể nghịch thiên, ta mới là trời, ta là chúa tể của các ngươi. Thiên sinh như ma vương, hắn tắm rửa máu tiên vương, cả người bao phủ một tầng xương máu, cực kỳ khủng bố. Các ngươi cho rằng đây chính là toàn bộ thực lực của ta. Hắn cười ha ha, vỗ ra một trường, oanh, một đạo liệt diễm tuôn ra, trong nháy mắt liền để mặt đất hóa thành dung nham, sóng lửa cuồn cuộn kéo tới, ngay cả tiên vương tầng 3 cũng chỉ có phần dơ chân. Đây là đại đạo hệ hỏa, tất cả mọi người biến sắc, thiên sinh không chỉ là tiên kim tạo nên, ở trên quy tắc cũng đạt đến độ cao kinh người, hắn nổ ra đại đạo hệ hỏa này uy lực vô cùng, vượt qua tầng 3, ép sát tầng 4. Thế giới này vốn là của ta, các người đều trả lực lượng cho ta. Thiên sinh hét lớn, như điên rồi, hắn thật sự coi mình là thiên địa sao, lang hàn hừ lạnh, lực lực của chúng ta đều là tự mình khổ sở tu luyện đến, coi như ngươi là lão thiên khốn kiếp cũng không có tư cách lấy đi. Thật sao, thiên sinh cười gần, khóe miệng hiện lên sát ý nồng nặc. Ta liền lấy từ các ngươi a. À. hắn mang theo vô biên ngọn lửa mà đến, cái sóng lửa khủng bố này lại thêm kim đao sắc bén của hắn, cấp độ của hắc tháp, còn có hắn vượt xa mọi người lực lượng, còn có người có thể chính diện chống đỡ sao. Toàn bộ chết đi cho ta, hắn cười như điên nói. Xeo, thân hình hắn đập ra, nhưng đập ra một nửa thì lại cứng ngắc đáng chết hắn không khỏi quát ngươi đã sớm hóa đạo trở về thân ta làm sao còn muốn phản kháng câu nói này không hiểu ra sao cũng không ai biết chuyện gì xảy ra nhưng thiên sinh tuyệt đối là xảy ra chuyện điểm ấy mọi người đều nhìn rõ ràng thừa cơ hội này lang hàn vội vã kêu lên thiên sinh đã chiếm cứ thượng phong tuyệt đối không cần thiết lấy thủ đoạn như vậy đến lừa dối mọi người đi đừng hòng thiên sinh đột nhiên lại giết tới sóng lửa cuồn cuộn kim đao cắt chém hắn cản mọi người lại trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn giận dữ hét cút 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 sau khi hét lớn trên mặt hắn dữ tợn càng nặng thậm chí không nhịn được dùng hai tay ôm đầu lớn tiếng kêu rên nhanh lăng hàn lập tức nhìn các nàng nữ hoàng kêu lên ngươi ba nữ đều nhìn hắn ta nhất định sẽ sống sót đi ra lăng hàn gật đầu thận trọng đáp ứng ba nữ không nói gì thêm dồn dập chạy về phía truyền tống trận mà các nàng không phải là người thứ nhất thừa cơ hội này tiên vương may mắn còn sống sót cũng liều mạng nhảy tới truyền tống trận, tiên vương trên tiên lộ thì nhanh chân chạy ngược về, bọn họ không thể rời tiên lộ, tự nhiên chỉ có lui. Đứng lại cho ta, thiên sinh mắt phun liệt diếm, múa đao chém tới truyền tống trận, đao khí đáng sợ xẹt qua, ngay cả tiên vương tầng 3 cũng sẽ bị chém thành hai đoạn. Lăng Hàn đã sớm chuẩn bị, vung vẩy tiên ma kiếm nghênh tiếp, oanh, hắn lập tức bị đao khí đẩy lui, liên tục thổ huyết. Hiện tại thiên sinh, sức chiến đấu bay thẳng tầng 4, cực kỳ cường hãn. Càng nhiều người lao vào truyền tống trận, lần này Thiên Sinh làm sao cũng không cách nào ngăn cản. Chương 2781, thoát thân, đáng chết, đáng chết, Duyên Sinh, nếu ngươi đã chết, vì sao còn quấy loạn ta? Thiên Sinh gào thét, tay phải không ngừng biến hóa, một hồi là đao, một hồi là kiếm, một hồi là côn. Lăng Hàn Nguyên bản đã muốn đi, nhưng không khỏi ngẩn ra, Thiên Sinh này đột nhiên như bị động kinh, là bởi vì Duyên Sinh Thiên Tôn đang ảnh hưởng hắn sao? Cũng đúng duyên sinh thiên tôn hòa vào thiên đạo làm cho thiên sinh hoàn toàn dòm ngó đạo pháp của duyên sinh thiên tôn ngay cả hắc tháp cũng thân cận với hắn nhưng ngược lại duyên sinh thiên tôn tất nhiên cũng có một bộ phận ý chí ở trong cơ thể hắn chỉ là so sánh với đó khẳng định là ý chí của thiên sinh chiếm cứ vị trí chủ đạo ý thức của duyên sinh thiên tôn chỉ có thể ảnh hưởng một hồi tuy chỉ có hạn độ mà ảnh hưởng nhưng ở loại thời khắc then chốt này hoàn toàn có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định vẫn là sư phụ tốt lại thay mình hóa giải một nan đề chấn cho ta, thiên sinh hướng trời gào lớn, cả người hắn không chỉ dâng trào ngọn lửa, trong mắt còn có lôi đình chạy trồm, sắc mặt của hắn đang khôi phục bình tĩnh, ý chí của duyên sinh thiên tôn đã bị hắn chân áp. Lăng Hàn không do dự nữa, lập tức nhảy về phía truyền tống trận. soạt một đạo đao khí chém tới, cực kỳ lạnh lẽo. Lăng Hàn cũng không quay đầu lại, chém ra một kiếm, oanh, chặn được đao khí, nhưng cả người hắn run lên, thân hình nghiêng lệch xuyên qua truyền tống trận. Cảnh vật trước mắt thay đổi, đây là hành lang không gian hắc ám, nhìn phía sau, truyền tống trận trong nháy mắt hóa thành một điểm sáng nhỏ, nhưng rất nhanh thì nhìn thấy thiên sinh cũng giết tới, hắn truy kích ở trong đường hầm, tựa hồ nhất định phải chém lang hàn. Đệ, lang hàn vội vã lao nhanh, ở trong không gian thông đạo này, hắn cũng không dám vận chuyển không gian thuấn di cùng thời gian lưu gia tốc, bằng không có khả năng cực cao hỗn loạn không gian, đến thời điểm đó lối đi này tất nhiên sẽ tan vỡ. Người không trốn được, tốc độ của thiên sinh nhanh kinh người, hắn cũng không có sử dụng quy tắc chỉ là thể thuật phát huy đang rút ngắn khoảng cách cùng lăng hàn lấy tốc độ của hắn e là không cần mấy thức liền có thể đuổi kịp mà ở trước lăng hàn kỳ thực các nàng nữ hoàng cũng không xa xôi lăng hàn nảy ác tâm đột nhiên đứng lại tiên ma kiếm chém đi oanh tất cả quy tắc trong cơ thể hắn tràn ra đã như vậy hắn liền phá hủy hành lang này ngươi dám thiên sinh giết tới hắn phủ đầu chính là một đao chém về phía lăng hàn lăng hàn lùi một bên lùi một bên nổ ra công kích, mục tiêu không phải Thiên Sinh mà là hành lang này. Hiện tại hắn nắm giữ sức chiến đấu tầng 3 đỉnh cao, lực phá hoại đáng sợ đến mức nào, rất nhanh toàn bộ hành lang đều run lên, có từng đạo từng đạo ánh sáng đặc biệt bắn rơi, thật giống như hành lang này đã vụn vặt. Dừng tay, Thiên Sinh gầm dữ dội, mặc dù hắn là thiên địa sinh dưỡng, có đủ loại dị năng, nhưng nếu đường hầm không gian phá nát, hắn cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, đương nhiên, chết là chắc chắn sẽ không chết lấy thể phách tiên kim của hắn, trên đời này ngoại trừ Thiên Tôn, ngay cả Tiên Vương tầng 9 cũng chỉ có thể áp chế hắn mà thôi. Lăng Hàn làm sao để ý tới, ngược lại múa tiên ma kiếm càng gấp. Oanh oanh oanh, toàn bộ hành lang phát ra ánh sáng chói mắt, đột nhiên nổ lớn, Lăng Hàn không có chút hồi hộp nào mà bị đánh bay ra ngoài, lấy thể phách của hắn lại thêm toàn lực phòng ngự cũng vô dụng, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân hóa thành bột mịn, trong cơ thể lún vào mảnh vỡ đại đạo, để hắn khó chịu đến không cách nào hình dung. Cũng còn tốt thiên sinh cũng bị đánh bay, hơn nữa là về một hướng khác, ở dưới vụ nổ lớn như vậy, ngay cả thiên sinh cũng vô lực đối kháng, chỉ có thể bị đánh bay ra ngoài. Bạo tạc vẫn còn tiếp tục, lan tràn về hai đầu. Lúc này, Lăng Hàn chỉ có cầu khẩn, hy vọng các nàng nữ hoàng có thể đúng lúc chạy ra thông đạo, nếu bị sóng sung kích chúng, làm sao cũng sẽ bị thương nặng. Sau đó, mắt hắn tối sầm lại, ngất đi, hắn bị thương quá nặng, có thiên tôn bảo khí đánh tổn thương, có tiên binh chém ra xé rách tổn thương, còn có đường hầm không gian nổ lớn chấn thương, dù người làm bằng sắt cũng chịu không được. Cũng không biết qua bao lâu, hắn từ từ tỉnh lại, chỉ thấy toàn thân tràn ngập đau đớn không cách nào hình dung, mí mắt không mở ra được. Hắn thử vận dụng thần thức, cực kỳ miễn cưỡng, chỉ có một tia có thể lưu chuyển, hắn quan sát trong thân thể, không khỏi cười khổ, được rồi, thân thể này thật có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ. Trước hắn cũng đã trọng thương, cuối cùng lại bị không gian bạo tạc chấn kích, vậy càng là đòi mạng hiện tại có vô số mảnh vỡ không gian đại đạo đâm vào trong cơ thể hắn, thật giống như ở trong cơ thể một phàm nhân đâm đầy đau nhọn, cái này cùng chết có khác nhau bao nhiêu. Cũng còn tốt chính là, Lăng Hàn không phải phàm nhân. Cho dù muốn nhúc nhích một hồi, ít nhất cũng phải trăm năm. Lăng Hàn tính toán nói, mà cho dù qua trăm năm, hắn nhiều lắm là thoáng có một ít sức chiến đấu, cách hoàn toàn khôi phục là xa xa khó vời. Hơn nữa, hắn thở dài, không gian thần khí cũng ở trong vụ nổ lớn kia hóa thành mảnh vụn, đồ vật bên trong tự nhiên cũng không còn. Hiện tại, ta chỉ có thể dựa vào thân thể chậm rãi khôi phục. Lăng Hàn muốn biết hiện tại mình ở nơi nào, nhưng mí mắt không cách nào mở, thần niệm cũng thả không ra bên ngoài cơ thể, hoàn toàn chính là một người mù. Hắn thở dài, nghĩ hắn đường đường là tiên vương, lại nắm giữ sức chiến đấu tầng 3, nhưng bây giờ thì sao? Ngay cả một người bình thường cũng không bằng, không thể làm gì khác hơn là nằm như thế, ngược lại thể phách của hắn đạt đến cấp bậc tiên vương, gió thổi mưa móc đương nhiên không thể có ảnh hưởng gì với hắn. Một ngày, mười ngày, nửa tháng, thời gian lặng yên mà qua, Lăng Hàn nỗ lực rút ra đại đạo trong cơ thể, tốc độ chậm không hợp thói thường, hết cách rồi, hiện tại hắn thực sự là quá tổn thương, nhất định phải đi từ từ. Nơi này có dã thú, hơn nữa hiện tại khí thức của Lăng Hàn cực kỳ suy sụp, căn bản không có một chút lực uy hiếp của tiên vương, dọa không được ai, thỉnh thoảng sẽ bị cắn mấy phát, cũng may thể phách của hắn đủ mạnh, cho dù toàn thân đều là vết thương cũng không phải dã thú có thể cắn được. Dã thú cắn hắn, không con nào không gãy hết răng. Hơn nửa năm sau, hắn rốt cục bị người phát hiện. Chương 2782, gian nan chữa thương. Tiểu thư, nơi này nằm một người." Thanh âm của một cô gái vang lên ở bên tai Lăng Hàn. Một lát sau, chỉ nghe âm thanh của một cô gái khác vang lên. Vác hắn lên, mang về gia tộc, nhưng mà tiểu thư, lai lịch người này không rõ, hơn nữa người bị thương nặng, có khả năng cực cao đắc tội người nào bị người đuổi giết mới chạy trốn tới nơi đây vạn nhất cũng kéo chúng ta vào cô gái thứ nhất khuyên nhủ nhưng tiểu thư kia có vẻ hơi không thích nghiêm mặt nói lục hà ta bình thường giáo dục ngươi thế nào há nên có tấm lòng nhân thiện thời điểm có thể trợ giúp người nhất định phải cứu viện cô gái thứ nhất nói âm thanh có chút thấp bị phê bình có chút tâm tình suy sụp vậy còn không nhanh mang người trở lại tiểu thư kia nói ngay sau đó Lăng Hàn liền cảm giác được người đỡ lên, nhưng là để tiểu tỷ kia hét lên kinh ngạc, bởi vì nàng cảm giác được, toàn thân Lăng Hàn đều mềm nhún, căn bản không có một khối xương hoàn hảo. Bị thương nặng như vậy, tiểu thư kia cũng kinh hãi. Tiểu thư, bị thương như vậy còn chưa chết, người này hẳn hết sức lợi hại, nếu như hắn không phải người tốt lành gì, sau khi thương thế lành đối phó chúng ta thì làm sao bây giờ? Tiểu tỷ kia vội vã khuyên, tiểu thư kia hơi trầm ngâm, nhân tiện nói, thấy chết mà không cứu, trong lòng bất an tiểu tì không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đỡ lăng hàn đi. Bởi vì lăng hàn vốn là một đoàn xương vỡ cùng thịt giữa, không thể tự mình phát lực, tiểu tì không thể làm gì khác hơn là tự mình dùng lực, vác lăng hàn ở trên người. Lăng hàn thân không thể động, miệng không thể mở, thậm chí con mắt cũng không nháy được, hắn chỉ có thể cảm giác, mấy canh giờ sau, hắn được đưa vào trong một gian phòng, sau đó có đại phu sang đây xem hắn, nhưng trực tiếp tuyên bố cái chết của hắn. Tiểu thư, người này bị thương quá nặng, sợ là không sống quá ba ngày đại phu nói như thế coi như chỉ có ba ngày cũng phải toàn lực trị liệu tiểu thư kia nói lăng hàn cảm giác có người đang nối xương cho hắn nhưng cái này tự nhiên là tốn sức trắng mảnh vỡ đại đạo trong cơ thể hắn không có nhổ hắn chính là một phế nhân thuốc và kim châm phổ thông đối với hắn có thể đưa đến tác dụng gì ngay cả tiên vương dược phổ thông cũng uổng phí nhất định phải cực kỳ cao cấp lăng hàn đang cố gắng khôi phục khống chế đối với quy tắc thời gian cho dù chỉ có thể sử dụng một chút xíu tốc độ khôi phục của hắn cũng sẽ tăng lên rất nhiều sau đó tựa như quả cầu tuyết khôi phục càng lúc càng nhanh sau ba ngày hắn vẫn như vậy không có chuyển biến tốt một chút nào điều này làm cho tên đại phu kia khiếp sợ một lần nữa kiểm tra cho lăng hàn hắn lần thứ hai nói ra lời tương tự tiểu thư người này không sống quá ba ngày sau ba ngày lăng hàn vẫn như cũ không tốt không xấu cũng không chết tiểu thư kia không có để đại phu đến xem nữa chỉ để Lăng Hàn nằm ở trong phòng, ngược lại nàng ra đại nghiệp đại, không để ý chăm sóc một bệnh nhân. Thời gian trôi mau, 5 năm trôi qua, tiểu thư kia cũng lập gia đình, có điều, gia tộc của nàng chỉ có nàng là người thừa kế, bởi vậy kén rể, mấy năm sau, nàng sinh một đứa con trai, con trai cũng lớn lên rất nhanh, sinh con dưỡng cái. Lăng Hàn vẫn như vậy, nhưng nếu có cường giả cấp tiên vương thấy, thì sẽ phát hiện trong cơ thể Lăng Hàn có một mảnh vỡ đại đạo buông lỏng. Đây là một tiến bộ bé nhỏ không đáng kể. Nhưng chỉ cần nhổ mảnh vỡ này, Lăng Hàn sẽ khôi phục một chút xíu, có thể vận dụng thời gian lưu gia tốc, do đó để hắn khôi phục đi tới quỹ đạo. Thời gian mấy chục năm với hắn mà nói còn không có nhanh hơn một chớp mắt bao nhiêu, hiện tại hắn tự nhiên biết, lúc trước là vị tiểu thư kia ra ngoài săn bắn mới phát hiện hắn. Vị tiểu thư này họ Triệu, tên Ngọc Liễu, vị trí của bọn họ gọi là Quảng Long trấn, nhưng cụ thể thuộc về nơi nào, điểm ấy Lăng Hàn không biết, bởi vì không có ai sẽ cố ý đến nói chuyện với một xác chết di động hắn chỉ là thỉnh thoảng nghe người đi ngang qua đề cập. Hơn 50 năm sau, triệu gia có đời thứ 4. Gia tộc này luôn luôn nhân số không thịnh, triệu liếu không có anh chị em, chỉ sinh ra một đứa con trai, đời đời đều là con một. Triệu gia đời thứ 4 gọi triệu tân, có ý nghĩ truyền thừa tân hỏa, khai chi tán diệp. Tiểu gia hỏa mới 3 tuổi, rất hiếu động, cả ngày tán loạn khắp nơi ở trong nhà, ngay cả gian phòng lăng hàn dưỡng thương cũng không có buông tha. Có điều, tiểu gia hỏa cũng không có loạn rẫm ở trên người lăng hàn, mỗi lần đi vào, sẽ nhìn chằm chằm lăng hàn, chiêm chiếc hoa hoa nói rất nhiều thứ. Cái này thành thói quen của hắn, mỗi lần gặp phải chuyện không như ý sẽ chạy tới nói, cuối cùng để lăng hàn biết càng nhiều chuyện hơn của Quảng Long Trấn. Nơi này thượng võ, nhưng cảnh giới phổ biến thấp kém, như Triệu Ngọc Liễu có thể được cho là cao thủ, đạt đến luyện thể tầng 9, đã là cao thủ số 1 số 2 của Quảng Long Trấn, nhưng Triệu gia kế tiếp mấy đời đều không phải mầm luyện võ. Căn bản không có một cái có thể đạt đến luyện thể tầng 5, nếu không có Triệu lão thai Thái chống đỡ, e là Triệu gia đã xuống dốc không phanh. Có điều, Triệu Ngọc Liếu đã là lão bà bà 80 tuổi, còn có thể chống đỡ bao lâu tự nhiên là một vấn đề, cũng làm cho Triệu gia từ trên xuống dưới có loại hàn ý như mưa gió sắp nổi lên. Thiên phú võ đạo của Triệu Tân cũng cặn bã, hắn tu luyện ở võ đường, người cùng tuổi đã bước vào luyện thể tầng 1, chỉ một mình hắn ở cuối, nếu không phải Triệu gia thế lớn, trao đổi một võ đường khác đã sớm khai trừ hắn rồi, quả thực là lãng phí thời gian lãng phí tinh lực. Triệu Tân thuộc về loại hình có ý nhưng vô lực, rõ ràng cực kỳ nỗ lực, nhưng thực lực là làm sao cũng không tăng lên được. Hắn xem Lăng Hàn là đối tượng tâm sự, bởi vì chỉ có Lăng Hàn mới sẽ không cười hắn, gây áp lực cho hắn, để hắn có thể nói thoải mái. Chớp mắt một cái, Triệu Tân đã 15 tuổi. Ngày đó, hắn ở võ đường lần thứ hai chịu đến nhục nhã, một thiếu nữ hắn ái mộ đặt bẫy cho hắn, gọi hắn đi rừng cây hẹn hò, kết quả xuất hiện mấy nam sinh khác, bạo đánh hắn một trận bất tử ra ra, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Bọn họ mắng ta cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, ta có phải thật bị đuổi học hay không? chương 2783, báo ân, người thiếu niên đầy bụng uất ức, cũng do dự không quyết, có phải nên từ bỏ võ đạo, đàng hoàng mà làm người bình thường hay không? Đúng lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên có một giọng nói vang lên. Nếu như người từ bỏ như vậy, cam tâm sao? Ai? Triệu Tân đột nhiên đứng lên, nhìn chung quanh, nhưng không có phát hiện có ai ở cửa hoặc ngoài cửa sổ sau đó hắn giật mình nhìn về phía lăng hàn bất tử ra ra đây là ngươi đang nói chuyện sao lăng hàn thở dài đúng tiểu tử ngốc qua nhiều năm như thế hắn rốt cục có thể đưa thần niệm ra bên ngoài tuy chỉ có thể giới hạn ở truyền ý niệm mà thôi hắn liên tục ở triệu gia cũng coi như được đối phương che gió che mưa bởi vậy cũng sẵn lòng chỉ điểm triệu tân một chút nhưng mà miệng của ngươi không có nhúc nhích triệu tân khiếp sợ đây là thần thông tiên thuật sao? Tiểu tử ngốc, muốn trở nên mạnh mẽ liền đến gần đây một chút. Lăng Hàn dùng thần niệm nói, triệu tân do dự, dáng dấp của Lăng Hàn hơi dọa người, sẽ không phải muốn hút tinh khí của hắn bổ sung mình chứ. Hắn nghĩ một hồi, lúc này mới tiến tới gần, chủ yếu là Lăng Hàn quá thần kỳ, người người đều cho rằng hắn trong vòng ba ngày phải chết, nhưng mấy chục năm qua đều như vậy, hơn nữa không giả chút nào. Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, Lăng Hàn thả ra thần thức, hiện tại hắn thực sự là cực kỳ suy yếu, chỉ nhìn quét thân thể triệu tân một hồi cũng làm cho hắn cực kỳ vất vả. Có điều, nhận người ân huệ, tự nhiên không có lý không báo. Hắn là tiên vương, cho dù bị thương cũng là tiên vương, chỉ quét qua liền rõ ràng sáng tỏ, tư chất phó đạo của triệu tân xác thực rất kém cỏi tuyệt đối không phải loại tuyệt thế kỳ tài, chỉ là liên tục bị chôn giấu kia. Thật bình thường, trong lòng lăng hàn cao mày, nếu như hắn còn ở trạng thái toàn thịnh, vậy thay đổi tư chất của Triệu Tân đương nhiên là dễ như trở bàn tay, cho dù không cách nào để cho hắn trở thành đế tinh, đế giả, cũng có thể trở thành thiên tài phổ thông, đây là một chút độ khó cũng không có. Nhưng hiện tại, hắn thật chỉ có thể dùng thần niệm trò chuyện mà thôi. Nên làm cái gì bây giờ? Một phen suy tư, Lăng Hàn đã có quyết định, là vì Triệu Tân sáng tạo một bộ công pháp, lấy mức độ lớn nhất mà tăng lên thực lực của hắn. Bất tử ra ra, Triệu Tân thấy Lăng Hàn nửa ngày không nói gì, không nhịn được hỏi, luôn ở gần như thế hắn khó chịu a à. lang hàn phát ra thần niệm để triệu tân có thể lui về sau đó nói ta truyền cho ngươi một bộ công pháp ngươi nhớ kỹ hắn từng chữ từng chữ nói chỉ đạo triệu tân phải làm sao vận chuyển lực lượng trong cơ thể lớn mạnh xương cốt bắp thịt triệu tân vội vã ghi nhớ hắn không biết lang hàn là ai nhưng cái này không có quan hệ chỉ nhìn lang hàn mấy chục năm sắp chết nhưng không chết mà dung mạo không biến giả chút nào liền có thể biết lang hàn tất nhiên có chỗ thần dị truyền công xong xuôi lăng hàn nói ngươi đi đi hắn suy nghĩ một chút lại nói không nên để người ta biết là ta truyền thụ cho ngươi hắn còn muốn dưỡng thương vạn nhất người triệu gia đều biết coi như chỉ là cảm ơn cũng sẽ ảnh hưởng hắn sẽ ra tay giúp đỡ triệu tân là vì lăng hàn biết nếu triệu tân còn không có tiền đồ gì vậy triệu gia liền thật kết thúc ở một đời này lăng hàn không phải người thích nợ ân tình vạn nhất triệu gia diệt để sau này hắn trả nhân tình cho ai Triệu Tân đáp ứng rời đi, chỉ sau mười mấy ngày, hắn liền hưng phấn chạy tới nói. Bất tử ra ra, công pháp người dạy cho ta thật hữu hiệu, ta đã đạt đến luyện thể tầng một đỉnh cao, sắp đột phá tầng hai. Đây là tự nhiên, cho dù hắn lại bình thường, nhưng Lăng Hàn là tiên vương, thậm chí từng làm chúa tể thiên địa, đặc biệt nhằm vào hắn sáng tạo một môn công pháp tu luyện, điều này có thể không đoạt thiên địa tạo hóa sao. Có điều, ở trong lòng Lăng Hàn thở dài, tiểu tử này xác thực thiên phú cực tệ, bằng không hiện tại hắn đã là luyện thể tầng 2, thậm chí xung kích tầng 3. Quên đi, ngược lại thời gian của hắn còn nhiều, thời gian của Triệu Tân cũng không ít. Chuyên cần tu luyện, lang Hàn chỉ nói một câu như vậy, được lang Hàn chỉ điểm, tu vi của Triệu Tân tự nhiên nhất phi trùng thiên, rất nhanh lóng lánh phát quang, thành ngôi sao mới hiển hách trong võ đường, cũng thành ví dụ phế vật kích ngược điển hình nhất, không biết bao nhiêu mỹ nữ ngưỡng mộ hắn, cũng làm cho thiếu nữ lúc trước trêu đùa hắn kia hối hận không kịp thực lực của triệu tân rất nhanh vượt qua triệu ngọc liễu cũng làm cho triệu ngọc liễu sung sướng mà kỳ tích của gã thiếu niên này vẫn còn tiếp tục nửa năm liền đột phá tụ nguyên lại một năm sau bước vào dũng tuyền tốc độ nhanh kinh người mà từ triệu tân nói ra tin tức lăng hàn càng ngày càng buồn bực đây rốt cuộc là nơi nào lăng hàn tìm tất cả địa phương của đông tây tiên vực nhưng không cách nào sát nhập vào lời triệu tân nói sau đó hắn liền bay lên một suy đoán hắn sẽ không phải tiến vào một tiểu thế giới chứ cái này cực kỳ hợp lý bởi vì người ở tiên vực sinh ra liền có thể nắm giữ tu vi phá hư cảnh thậm chí càng mạnh hơn phần lớn người có thể tu đến sáng thế cảnh cái này cũng là tại sao tam đại thiên tôn nghiêm cấm người của cổ giới tiến vào tiên vực bởi vì sinh linh càng nhiều một vị diện liền càng mạnh mẽ cổ giới thì sao tương tự cấp độ cao hơn tiểu thế giới tuy không thể yêu nhiệt như tiên vực nhưng đại bộ phận người sinh ra liền đạt đến linh hải cảnh vì lẽ đó nơi này là tiểu thế giới độ khả thi cực kỳ cao hơn nữa linh khí nơi này cực kỳ thiếu thốn, tương xứng đặc thù của tiểu thế giới. Đường hầm không gian phá nát, hắn lại đi tới một tiểu thế giới. Chẳng trách hắc tháp, lôi hỏa đại đế cũng sẽ xuất hiện ở trên hàng thiên đại lục, xuyên qua hư không, liền thật không cách nào khống chế. Lăng Hàn thả vấn đề này xuống, bất kể là tiểu thế giới cũng được, cổ giới cũng được, chỉ cần thương thế của hắn khôi phục, vậy hắn trở lại tiên vực chính là sự tình nháy mắt. Hắn tiếp tục dưỡng thương, gần như 70 năm trôi qua, đùng, trong cơ thể hắn thật giống như có món đồ gì nổ tung. Đây là một mảnh vỡ đại đạo, cho dù chỉ xóa một khối, nhưng toàn thân lăng hàn lại buông lỏng. Hắn rốt cục khôi phục một chút xíu lực lượng, thật chỉ là một chút xíu, tiến độ này so với hắn dự đoán còn nhanh hơn. Hắn miễn cưỡng bỏ dậy, chỉ cảm thấy thân thể lảo đà lảo đảo. Chương 2784, Triệu Tân khai thiên thượng. Bất tử ra ra, vừa vặn Triệu Tân lại đây, nhìn thấy Lăng Hàn đứng lên, cả kinh đến con người sắp muốn rơi ra, Hiện tại hắn đã là người hơn 30 tuổi, nhưng một lòng tu luyện, vẫn không có thành ra, nhưng đã không phải tiểu hài lúc trước, nào không biết Lăng Hàn là cái thế kỳ nhân. Chỉ là kỳ nhân này trọng thương, có thể đời này kiếp này sẽ không khôi phục, hiện tại đột nhiên nhìn thấy Lăng Hàn đứng lên, tự nhiên kinh ngạc đến ngây người. Lăng Hàn nở nụ cười, nhưng đau đến xót ruột, hiện tại hắn bất luận làm động tác gì cũng sẽ đau đến không hợp thói thường. Triệu Tân bồi tiếp Lăng Hàn nói chuyện, giảng giải hắn gần đây trải qua, gặp phải cường địch gì, lại trấn áp bao nhiêu thiên tài. Lăng Hàn hơi suy nghĩ, có muốn học luyện đan hay không? Triệu Tân sướng sở nói, muốn, Lăng Hàn liền dạy Triệu Tân luyện đan. Không giống với những đệ tử khác của Lăng Hàn, Triệu Tân luyện đan liền khổ cực hơn nhiều, bởi vì Lăng Hàn không cách nào tay lấy tay dạy hắn, chỉ có thể mở miệng nói, Triệu Tân lại là hạng soàng xính, lĩnh hội cực kỳ khó khăn. Cũng còn tốt chính là, hắn làm người cực kỳ cứng cỏi, tính dai rất mạnh, chịu nghiên cứu, chịu khổ. Bởi vậy, Hắn ở trên đan đạo tiến cảnh lại không tệ, để Lăng Hàn cũng có chút kinh ngạc. Sau khi thành đan sư, Triệu Tân tu luyện tiến cảnh càng nhanh hơn, hơn nữa còn luyện ra rất nhiều đan dược cho đám người Triệu Ngọc Liễu kéo dài tuổi thọ. Lúc này, bọn họ mới phát hiện Lăng Hàn lại sống, đều kinh hãi, mà Triệu Ngọc Liễu càng cảm khái, không nghĩ tới lúc trước động một ý nghĩ nhân từ, lại sẽ thay đổi vận mệnh của Triệu gia. Tự nhiên là về phía phương hướng tốt, thế nhưng ở trong mắt mọi người, Lăng Hàn chỉ là một người sắp chết. Tuy hiện tại có thể miễn cưỡng cất bước, nhưng thương thế vẫn nặng hiếm thấy, lúc nào cũng có thể bỏ mình. Lăng Hàn đang khôi phục thương thế, Triệu Tân thì chinh chiến tứ phương, 70 năm sau, hắn rốt cục trở thành đại năng linh hải cảnh, mà người Triệu gia ở trên hắn cũng gần như toàn bộ chết ra. Hết cách rồi, hiện tại hắn có thể luyện chế ra đan dược hiệu quả có hạn, mà Lăng Hàn cũng chỉ rút ra ba chi đại đạo, xa xa không đủ để triển khai thần thông. Lại nói, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn quấy nhiễu sinh lão bệnh tử của phàm nhân, sống lâu cũng không phải là sung sướng, có thể qua một đời bình an là đủ rồi. Triệu Tân tiếp tục truyền thuyết của hắn, mà cũng không ai biết, kỳ thực phía sau Triệu Tân còn đứng một vị tiên vương vô cùng mạnh mẽ. Hơn 100 năm sau, Triệu Tân cưới vợ sinh con, khai chi tán diệp. Triệu gia đã không phải Triệu gia trước kia nữa. Hiện tại Triệu gia là một đại gia tộc trên tâm hàng đại lục, nhân vật thủ lĩnh chính là Linh Anh Cảnh, cả thế gian khó có địch thủ. Hơn nữa, Triệu Tân cũng khai cương khoác thổ, vì Triệu gia chọn địa phương mới, có điều Lăng Hàn không có đi, ngừng lại trong Triệu gia tổ địa ở Quảng Long Trấn. Đúng, võ đạo của tiểu thế giới này không hưng thịnh, Linh Anh Cảnh liền có thể xương bá, căn bản tìm không ra cường giả hóa thần, thiên nhân, phá hư. Lăng Hàn tỉ mỉ tìm hiểu một chút, cũng không phải nơi này ra không được thiên tài, hay giống hằng thiên đại lục, có thế lực cổ giới mỗi cách vạn năm muốn thu gặt một lần. Nơi này, chỉ là linh khí không đủ rồi dào dẫn đến linh anh cảnh chính là đỉnh cao. Triệu Tân có thể ở hơn trăm năm ngăn ngắn bước lên cảnh giới này, tự nhiên là bởi vì hắn biết luyện đan, bù đắp thiếu thốn phương diện linh khí. Cũng bởi vì như thế, hắn vẫn có thể ở trong hoàn cảnh gian khổ chắc tuyệt như vậy tiếp tục tăng cao thực lực, hơn nữa tốc độ nhanh kinh người. Mà lúc này, Lăng Hàn rốt cuộc khôi phục một chút nguyên khí, hắn đã tính toán một chút, cách hắn khôi phục đủ thực lực, đủ để xé ra tiểu thiên địa phong tỏa yếu đuối này còn 300 năm. Hắn tiếp tục tu dưỡng, Ngược lại dù tiến vào cổ giới, hắn trong thời gian ngắn vẫn không cách nào về tiên vực, vậy đơn giản chờ khôi phục lại thực lực của thăng nguyên hoặc tiên vương, lại trở về tìm các nàng nữ hoàng. Tin tưởng có chu hằng tỏa chấn, thiên sinh cũng không thể chơi ra trò gian gì. Lăng Hàn cực kỳ biết điều, hiện tại toàn bộ triệu gia ngoại trừ triệu tân biết tồn tại của hắn, cũng chỉ có một ít người phụ trách trông coi ở tổ địa mới biết có một người như thế. 200 năm, 300 năm, thời gian như bay. Sau 300 tuổi, Triệu gia đã trở thành cự vô bá của tâm hằng đại lục, bởi vì Triệu Tân đã bước vào phá hư cảnh, hắn kế tiếp liền muốn khai thiên, làm cho cả đại lục thăng vào cổ giới, lúc này mới có thể từ trên căn bản thay đổi hoàn cảnh của tiểu thế giới này. Lăng Hàn tự nhiên hoàn toàn không thèm để ý, thời điểm Triệu Tân cố ý cầm việc này thỉnh giáo hắn, Lăng Hàn chỉ nhàn nhạt gật đầu, để chính hắn đi làm quyết định. Triệu Tân nghe Lăng Hàn nói, cổ giới cường giả như mây, chút thực lực này của hắn chạy tới căn bản không đáng chú ý, chỉ có thể trở thành phụ thuộc của thế lực cường đại. Có câu nói thế này, thà làm đầu gà, không làm đuôi trâu. Ở đây tiêu giao tự tại, sao phải đi cổ giới bị khinh bỉ. Tiền bối, ta vẫn quyết định muốn khai thiên. Triệu Tân nói, hắn không cách nào phỏng đoán thực lực của Lăng Hàn, chỉ cảm thấy vị này tử khí quấn quanh, thương thế nặng đến trình độ lúc nào cũng có thể chết, nhưng chính là không chết. Tuy Lăng Hàn chưa từng nói lai lịch của mình, nhưng Triệu Tân tin chắc, hắn đến từ cổ giới, bị kẻ thù truy sát đến không có cách nào, Mới sẽ chạy trốn tới tiểu thế giới tị nạn Tuy cái này không đúng Nhưng kỳ thực không quá khác sự thật Khác biệt là Lăng Hàn không phải từ cổ giới đến Mà là tiên vực Hơn nữa đã đứng ở tầng thứ cao nhất của tiên vực vị diện Lăng Hàn không tỏ rõ ý kiến Có điều nếu như Triệu Tân thật khai thiên đi tới cổ giới Hắn cũng sẵn lòng làm vài việc Bảo vệ Triệu Tân đương nhiên là chút lòng thành Hắn còn muốn làm một việc mà trước đây đã từng muốn làm Nhưng vẫn không được Xung hợp thần, minh hai giới lấy thực lực bây giờ của hắn, lấy bản thân làm hạt nhân, hoàn toàn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn để cổ giới sáp nhập quy nhất. Đương nhiên, cái thời gian ngắn này là đối với hắn, khả năng mấy ngàn năm a. À. Triệu gia đối với sự tình khai thiên cũng ý kiến bất nhất, có tán thành, cho rằng đi đến cổ giới, bọn họ sẽ có không gian phát triển càng tốt hơn, cũng có chút người cho rằng không đi tốt hơn, ở đây làm bá chủ thoải mái hơn a, à, cho dù tư chất lại kém, thực lực lại yếu, nhưng đi ra ngoài ai dám bất kính. Chương 2785, Triệu Tân khai thiên hạ. Nhưng mà, ai khuyên được Triệu Tân, chuẩn bị 100 năm, Triệu Tân đánh bóng phá hư cảnh cực kỳ vững chắc, thực sự là không thể tăng lên nữa, hắn cuối cùng khai thiên. Tư chất của hắn không phải rất tốt, tuy tu tập công pháp Lăng Hàn truyền thụ, nhưng nhiều lắm chỉ miễn cưỡng có thể tính là thiên tài, chiến dịch này cực kỳ gian nan, thiếu một chút liền thất bại, vẫn là Lăng Hàn ở thời khắc sống còn giúp hắn một chút sức lực, mới để hắn hung hiểm qua ải. Cổ giới mở ra, tâm hằng đại lục phi thăng lên, tiến vào một thế giới càng rộng lớn hơn. Sau khi ở cổ giới phi hành ba ngày, tâm hằng đại lục đi tới một tinh cầu, hạ xuống, hòa vào trong đó. Hô hấp linh khí rồi rào, lại thêm khai thiên chính là đại công tích, thiên địa chúc phúc, cọ rửa thân thể mỗi người, nhất thời có không ít người tại chỗ đột phá. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vô số người quỳ gối, kích động không thôi, lang hàn cảm thụ thiên địa chúc phúc, đây đối với người khác mà nói là chỗ tốt không cách nào hình dung, nhưng với hắn là một chút tác dụng cũng không có. Hắn nhàm chán nằm đó, mấy trăm năm qua, hắn đã có thể vận dụng quy tắc thời gian, tuy chỉ có thể vận chuyển một tia, nhưng một tia của tiên vương phóng tới cổ giới, khái niệm này nghĩa là gì? Muốn nhổ hết mảnh vỡ đại đạo, không có mấy vạn năm là đừng hòng. Lăng Hàn thở dài, hắn vốn tưởng rằng chỉ cần mấy ngàn năm, tự nhiên là thất vọng rồi. Hơn nữa, khi đó Chu Hằng cũng sẽ dẫn người đi tới siêu vị diện cao đẳng A. Lăng Hàn cao mày, hắn lâu như vậy không có trở lại mọi người có thể cho rằng hắn cùng thiên sinh đồng quy vô tận hay không hắn lắc đầu hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng vẫn là trước tiên khôi phục thương thế đi ngoại giới triệu tân khai thiên thành công dẫn một khối đại lục hạ xuống cái này tự nhiên lập tức gây nên thế lực trên viên tinh cầu này phản ứng dồn dập phái sứ giả muốn thu tâm hàng đại lục vào dưới quyền mình quản lý nhìn từng cường giả đạp không mà tới sắc mặt của triệu tân không khỏi nghiêm nghị trước độc bá nhất phương khó gặp đối thủ nhưng hiện tại tùy tiện đi ra mấy sứ giả liền mạnh hơn hắn, để hắn cảm nhận được tính chất nghiêm trọng của tình thế. Làm phụ thuộc của mã vận quốc ta, có thể bảo đảm quốc gia của ngươi không việc gì. Hừ, ta là đại biểu đại lang quốc thích tương quân, quốc chủ nơi đây là ai, còn không mau mau quỳ nghênh tiếp. Từng sứ giả tự giới thiệu, đều hung hăng ngang ngược. Ai bảo bọn họ đều biết, một thế giới vừa khai thiên giáng lâm, người mạnh nhất cùng lắm chính là phá hư cảnh, cần kiêng kỵ cái gì. Mà hết thảy tiếng hoan hô cũng dừng lại, ở dưới cường giả Sơn Hà Cảnh áp bức, mỗi người đều lo sợ. Đây là nghiền ép trên cấp độ, Sơn Hà Cảnh là độ cao chỉ có sinh linh của cổ giới mới có thể đạt đến. Triệu Tân dung sắc bình tĩnh, trong đầu cuồn cuộn qua lời trước kia Lăng Hàn từng nói, chậm rãi nói. Ta chính là Triệu Tân, tâm hằng đại lục chi chủ. Có điều, muốn quy thuộc về thế lực phương nào, tại hạ không làm chủ được, cần thỉnh giáo một vị đại nhân mới được. Ồ, đừng nói các sứ giả lấy làm kinh hãi, ngay cả những thần tử kia cũng kinh ngạc còn có một vị đại nhân vị đại nhân nào triệu tân không phải là cường giả số một của tâm hằng đại lục sao được vậy liền đi xem xem ha ha coi mình là một nhân vật sao cái giá còn bày biện lớn như vậy đến khi biết tu vi của chúng ta là sơn hà cảnh không biết vị đại nhân này có thể hù chết hay không nhiều sứ giả đều hư lạnh bọn họ cũng không để ý sau khi nhìn thấy vị đại nhân kia trước tiên trêu đùa một phen lại giết thành cạn bã đi theo ta triệu tân nói hắn dẫn đường mang theo những sứ giả kia đi về phía triệu gia tổ địa cũng không có để bất cứ người nào đi theo các sứ giả đều tùy tiện dưới cái nhìn của bọn họ một tiểu thế giới vừa phi thăng lên có thể ẩn giấu cao thủ gì chờ bọn họ đi qua hơi phóng thích khí thức của sơn hà cảnh một chút người xem cái gọi là đại nhân kia không thể nào sợ chết khiếp quỳ xuống đến lớn tiếng xin tha hoàng cung của triệu tân cách triệu gia tổ địa cũng không xa xôi lại thêm cước trình của mọi người nhanh chóng chỉ hơn một canh giờ liền đến cái này là bởi vì tốc độ của triệu tân quá chậm, nếu như mọi người có thể bay lượt, phỏng chừng ngay cả nửa canh giờ cũng không cần. Đi tới nơi này, triệu tân lập tức trở nên cẩn thận từng ly từng tí, mặc hắn đã từng là vương của một phương thế giới, nhưng không tự chủ được nhớ tới tình cảnh khi còn bé vòng quanh lăng hàn chạy, đối phương từng chữ từng câu truyền thụ cho hắn công pháp vô thượng mới để hắn ngày hôm nay có thể đứng ở nơi này. Đối với hắn mà nói, lăng hàn là sư phụ, càng là một tấm bia võ đạo không thể phỏng đoán nhìn thấy dáng vẻ ấy của triệu tân các sứ giả đều xem thường cái thái độ này làm cho ai xem cho rằng có thể dọa ngã bọn họ thánh thượng người phụ trách trông coi tổ địa vội vàng ninh đón cung kính hành lễ với triệu tân triệu tân đưa tay vẫy một cái ra hiệu bọn họ đứng dậy sau đó liền vẫy lui bọn họ ở trước mặt sơn hà cảnh nhân số căn bản không được ưu thế gì chỉ có thể bị tàn sát nghiêng về một bên triệu tân nhanh chân mà đi tiến vào tổ địa nhưng các sứ giả liền không có nhiều quy củ như thế mỗi một người đều ngạo nghễ đứng ở trên không, muốn nhìn Triệu Tân có thể chơi ra trò gian gì. Nhanh một chút, thời gian của ta rất quý giá. Sứ giả của Mã Vận Quốc thúc giục, tuy các sứ giả khác không nói gì, nhưng biểu hiện trên mặt cũng tràn ngập không kiên nhẫn, bọn họ đã bồi tiểu nhân vật này chơi hồi lâu, thực là không có kiên trì tiếp tục nữa. Triệu gia tổ địa đương nhiên sẽ không quá lớn, Triệu Tân rất nhanh đi tới tiểu viện dưỡng thương của Lăng Hàn, hắn đẩy cửa mà vào, chỉ thấy Lăng Hàn đang ngồi ở trên ghế tắm nắng, tuy đã qua gần ngàn năm, nhưng Lăng Hàn vẫn là dáng vẻ lúc trước, cả người che kín tổn thương, có thể nhìn thấy từng khối từng khối xương vụn. Đại nhân, Triệu Tân nửa quỳ trên mặt đất, thỉnh an Lăng Hàn. Lăng Hàn chưa từng có nói muốn thu hắn làm đồ đệ, vì lẽ đó hắn cũng không dám lấy đồ đệ tự xưng. Lăng Hàn cũng không có đáp lại, phảng phất như chết rồi vậy. Dù là ai bị thương nặng như thế, khẳng định cách cái chết cũng không xa, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Chương 2786, cút lại đây gặp. Ha ha đây chính là vị đại nhân kia sứ giả mã vận quốc ở trên trời nhìn không khỏi cất tiếng cười to tràn ngập trào phúng sứ giả khác cũng như thế ở trong mắt bọn họ nhìn thấy gì một kẻ tàn phế thương tổn đến xương cốt toàn thân đều nát ngay cả xương sọ cũng sụp mặt méo mó còn là một người sao lão bất tử ta đến tiễn ngươi một đoạn đường sứ giả mã vận quốc nhảy ra từ giữa bầu trời một bước rơi xuống vỗ tới đầu của lăng hàn dám triệu tân ra tay cho dù thực lực chênh lệch vô cùng lớn thì đã làm sao, hắn chính là không nhịn được. Oanh, hắn đấm ra một quyền, nhưng sứ giả mã vận quốc lại đột nhiên choáng váng, bị hắn đánh vững vàng, nhất thời phát đằng đằng lăn ra ngoài. Cái này vẫn là sứ giả mã vận quốc bước vào sơn hà cảnh, luyện hóa thể phách đến cấp bậc phá hư cảnh, nếu không thì, cú đấm này xuống khẳng định oanh đầu của hắn thành cạn bã. Dù như vậy, hắn cũng sụp mũi, một con mắt lồi ra, máu tươi chảy dài. Tình huống thế nào, sứ giả khác đều kinh hãi đến biến sắc, tuy tu vi của sứ giả Mã Vận Quốc không cao lắm, nhưng Sơn Hà Cảnh ở cổ giới cũng là cao thủ có thể tự lập môn hộ, đây là một cửa ải phân chia phàm nhân cùng thần linh. Triệu Tân căn bản không có bước qua ngưỡng cửa này, dựa vào cái gì một quyền oanh tổn thương Sơn Hà Cảnh. Quỷ gì, bọn họ không khỏi cảm thấy lạnh cả người, càng không làm rõ được, trong lòng dĩ nhiên là càng hoảng. Lẽ nào, thật sự có một vị đại nhân thực lực kinh người? Triệu Tân cũng sướng sờ, bởi vì xưa nay hắn cũng không biết thực lực của Lăng Hàn, cho đến khi cú đấm này kiến công, hắn mới hoàn toàn yên tâm. Lăng Hàn mạnh, hắn khó có thể phỏng đoán. Tào Đông, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Một người nhìn sứ giả Mã Vận Quốc hỏi, hắn là sứ giả của Kim Báo Quốc hữu tướng, mà Kim Báo Quốc là Hoàng Triều, Mã Vận Quốc là Vương Triều, cấp độ rõ ràng, hắn có sức lực như vậy. Tào Đông sờ sờ khóe miệng, cú đấm này đánh cho hắn rất đau, nhưng không có trọng thương. Hắn phi một cái, miệng phun ra máu, sau đó nói: "Thân thể của ta thật giống như dừng lại một chút, sau đó liền nhìn thấy một quyền kéo tới, căn bản nhúc nhích không được, không cách nào né tránh." Lại có chuyện như vậy, sứ giả Kim Báo Quốc nhíu chặt lông mày, hắn nhanh chân từ giữa bầu trời hạ xuống, đứng ở trước mặt Lăng Hàn hơn 10 trượng, ôm quyền nói: "Tại Hạ Hồ Tiêu, chính là thuộc hạ của Kim Báo Quốc hữu tướng y đại nhân, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào?" Hắn không dám khinh thường nếu như vừa nãy thực sự là lăng hàn ra tay vậy thực lực của đối phương tất nhiên kinh thiên động địa vì lẽ đó hắn lập tức báo lai lịch của mình dùng để kinh sợ lăng hàn có điều lăng hàn không phản ứng nhiều sứ giả đều lúng túng bây giờ nên làm gì tiến hay lùi lùi vậy cũng quá kinh sợ đi khí thế hùng hổ mà đến nhưng ỉu xìu chán trường chạy hơn nữa trở lại làm sao báo cáo kết quả nói gặp phải cường địch nhưng cường địch là ai thực sự là cái này chỉ còn dư lại một hơi có khi đã chết, nhưng muốn nói tiến vào, vừa nãy đã có người ăn vị đắng, để mỗi người đều kiêng kỵ, ai lại dám tùy tiện ra tay. Vì lẽ đó, tiến thối lưỡng nan, nhưng mà cũng không thể liên tục rằng con nữa chứ. Hồ Tiêu liên tục nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, mặc hắn thấy thế nào cũng cảm thấy Lăng Hàn chính là một phế nhân thương nặng đến không thể cứu chữa, đừng nói hắn, chỉ cần người hơi mạnh mẽ một chút, dẫm lên một cước liền có thể làm cho hắn tổn thương càng thêm tổn thương, lập tức chết đi. Khả năng này là cao thủ sao? hắn không tin cái ý niệm này luẩn quẩn không đi hắn càng ngày càng bạo không khỏi mở bước đi về phía lăng hàn triệu tân lập tức làm ra thái độ đề phòng đối phương chính là một tên sơn hà cảnh thực lực không biết vượt qua hắn bao nhiêu lần hồ tiêu cũng không có tới quá gần hắn chỉ đi vài bước liền hung hãn ra tay cách không một quyền đánh tới lăng hàn đây là hắn để lại đường lui cho mình nếu như lăng hàn chỉ là cặn bã như vậy lấy thực lực sơn hà cảnh của hắn nghiền ép tự nhiên có thể cùng một chỗ đánh giết Lăng Hàn và Triệu Tân, nếu như không phải, như vậy hắn cũng bảo lưu khoảng cách an toàn, có thể lập tức quay đầu bỏ chạy. Chủ ý đánh không sai, nhưng vấn đề là, hắn đối mặt là một vị tiên vương. Quyền lực đánh tới, nhưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được động lại, sau đó đảo ngược, thật giống như không gian đột nhiên phản nghịch. Oanh, cú đấm này lấy tốc độ còn nhanh hơn oanh trở lại, hồ tiêu căn bản không thể ngăn cản, trên mặt nặng nề chúng một quyền, đau đến hắn vội vã che mặt, nước mắt không nhịn được chảy ra cái này thấy cảnh này nhiều sứ giả tự nhiên không ai hoài nghi nữa chỗ triệu tân xác thực có cao thủ tỏa trấn tuy không nhất định là phế nhân kia đi bọn họ đồng thời quay đầu bỏ chạy đoạn xương này quá cứng rồi bọn họ gặm bất động nhưng một màn để bọn họ sợ hãi xuất hiện tuy hai chân bọn họ bước động nhanh chóng nhưng thân thể vẫn không nhúc nhích cực kỳ quỷ dị triệu tân đưa đầu đến gần lăng hàn thật giống như lắng nghe cái gì chỉ chốc lát trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng vẫn nói. Đều nghe, sau khi trở về, để cho quốc chủ của các ngươi cút lại đây cầu kiến. Để quốc chủ cút lại đây gặp, T, cũng quá hung hăng ha. Nhiều sứ giả đều giận tím mặt, bọn họ thừa nhận, triệu tân quả thật có một vị cường giả, bọn họ không trêu chọc nổi. Cần phải biết rằng, nơi này là có bá chủ tinh thần cảnh, khái niệm này nghĩa là gì? Dưới cơn nóng giận, đủ để đánh nổ một ngôi sao. Cường giả như vậy ngươi cũng dám trêu chọc, còn chưa cút, triệu tân trách mắng. Câu nói này hạ xuống, các sứ giả đột nhiên phát hiện mình khôi phục năng lực hoạt động, cả người không khống chế được, lập tức xông ra ngoài. Bọn họ không dám ngừng, triệu tân hung hăng hay không hung hăng là chuyện của hắn, mình chỉ cần truyền lời lại là được, ngược lại hiện nay tình huống này bọn họ cũng không trêu nổi, liền không nhúng tay vào. Tất cả mọi người nhanh chóng lao đi, rất nhanh toàn bộ biến mất. Đại nhân, thân thể của ngài, triệu tân nhìn về phía lăng hàn, qua nhiều năm như thế, lăng hàn không có chuyển biến tốt cũng không có chuyển biến xấu kỳ thực cũng không thể lại chuyển biến xấu, thân thể sắp muốn nát hết, còn có thể kém đi nơi nào. Lăng Hàn phát ra một đạo thần niệm, không sao, chương 2787, phục hồi như cũ. Chỉ có hắn tự mình biết, đã rút ra 29 mảnh vỡ đại đạo, chỉ là mảnh vỡ đại đạo trong cơ thể hắn lấy vạn tính, vì lẽ đó tình huống chuyển biến tốt cũng không nổi bật. Mấy ngày kế tiếp, tâm hằng đại lục cực kỳ bình tĩnh, thật giống như căn bản cũng không có khai thiên, vẫn là một thế giới nhỏ, triệu tân một người liền có thể trấn được trời xanh nhưng ai cũng biết đây là yên tĩnh cuối cùng trước khi bão táp đến rất nhanh bình tĩnh sẽ bị đánh phá quả nhiên đến ngày thứ bảy thế lực khắp nơi tới dồn dập có đại tướng quân một quốc gia cũng có tiểu tướng quân đại tướng quân là tiểu quốc phái gia tiểu tướng quân là đại quốc phái gia tu vi thì thống nhất là nhật nguyệt cảnh sơn hà cảnh không bắt được vậy liền nhật nguyệt cảnh đến tinh thần cảnh quá cao tại thượng đâu thể nào lăng hàn một gọi liền đến cho là cô nương trong lầu xanh sao. Những cao thủ này cũng rất khủng bố, nếu như không có cường giả tinh thần cảnh tỏa chấn, làm sao chịu đựng được. Bởi vậy, những người này minh mông cuồn cuộn mà đến, mỗi một người không e dè mà tỏa ra khí thức của bản thân, đáng sợ đến kinh người. Không sai, bọn họ chính là đến trêu chọc uy phong, nhóm sứ giả đầu tiên lại bị dọa đến chạy chối chết, cái này tự nhiên là làm sao cũng phải đòi lại. Bọn họ khí thế hùng hổ mà đến, như chống đỡ hoàng cung, sau đó mở miệng quát mắng, để triệu tân cút ra ngoài tiếp kiến bọn họ. triệu tân dựa theo lăng hàn nói mang những người này đi tới tổ địa. nhóm sứ giả thứ hai đã rõ ràng đó là nơi nào, không ai không đen mặt. ngươi là mang chúng ta đi thế tổ sao? đến địa phương những cường giả nhật nguyệt cảnh này đều cười gần một người ra tay đè xuống tổ địa nhất thời nhật nguyệt cùng chiếu sáng hào quang rực rỡ phân tán như mặt trời mặt trăng rơi ngang từ giữa bầu trời ẩm ầm ầm đè xuống. khung cảnh này có chút kinh người nhật nguyệt cảnh bắt đi tiên vực không đáng kể chút nào, nhưng ở cổ giới miễn cưỡng có thể đưa về hàng ngũ cao thủ, ra tay cực kỳ đáng sợ. Triệu tân ngay cả ra tay cũng không thể, dưới khí thức của cường giả nhật nguyệt cảnh nghiền ép, hắn có thể duy trì tư thế đứng thẳng cũng đã không tệ. Nhưng mà, một chiêu này không cách nào hạ xuống, mặt trời mặt trăng kia liền đứng ở trên tổ địa, thật giống như bóng dưng có thêm một vòng nhật nguyệt, diệu chiếu hào quang. Hết thảy sứ giả đồng thời tê cả ra đầu, cái này tuyệt không phải là nhật nguyệt cảnh có thể làm được. Lẽ nào sau lưng Triệu Tân có một vị cường giả tinh thần cảnh? Cút, trong đầu bọn họ vang lên một âm thanh tràn ngập uy nghiêm, chấn động đến mức đầu óc bọn họ trống rỗng, chỉ biết xoay người quay về như trở lại quốc gia của mình, lúc này bọn họ mới phát hiện lại, không khỏi mồ hôi lạnh dày đặc, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Trên tâm hằng đại lục, Lăng Hàn truyền đạt thần thức cho Triệu Tân, chuẩn bị một chiếc xe, mang ta đi từng cái từng cái quốc gia lượn một vòng. Lăng Hàn muốn làm gì, Triệu Tân không hỏi, cũng không dám hỏi hắn chỉ lĩnh mệnh làm việc. Hắn tự mình làm phu xe, dựa theo trình tự xa gần, bắt đầu đi thăm các quốc gia. Mỗi đến quốc gia, Lăng Hàn liền để hắn trực tiếp lái xe vào Hoàng Cung, có người chặn thì đã làm sao, căn bản không ra được một chiêu. Lăng Hàn cùng mỗi một vị quốc chủ trò chuyện thân thiết, hiệu quả tự nhiên rõ ràng, những quốc phương này cam tâm tình nguyện lựa chọn nhận triệu tân làm cộng chủ. Cường giả tinh thần cảnh cũng ngoan ngoãn nghe lời, bọn họ ở trên người của Lăng Hàn cảm ứng được khí tức cực kỳ kinh khủng, cho rằng Lăng Hàn chính là một vị sáng thế cảnh. Giải quyết những vấn đề nhỏ này xong, Lăng Hàn tiếp tục khôi phục, tình cờ cũng sẽ chỉ điểm Triệu Tân một chút, cũng truyền thụ đan thuật mới. Thời gian như bay, ba vạn năm đi qua rất nhanh. Đùng, một mảnh vỡ đại đạo cuối cùng trên người Lăng Hàn bị hắn bài xuất ra ngoài cơ thể, nhất thời, lực lượng đáng sợ mãnh liệt, ở tổ địa Triệu gia dựng lên hào quang vô tận, thậm chí xé ra không gian, mơ hồ có thể thấy được tiên vực. Nếu như hắn muốn về tiên vực, một cước bước ra liền được lăng hàn không có làm như thế hắn đứng lên xương vỡ cả người bắt đầu lại tiếp đùng 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 kim quang nằm dày đặc hóa thành vô số phủ văn sau đó ra thịt phục hồi như cũ không nhìn ra một chút xíu vết thương hắn tổn thương rất nặng nhưng chủ yếu là nặng ở trên mảnh vỡ đại đạo hiện tại mảnh vỡ đại đạo vừa đi hắn lập tức có thể khôi phục thân thể như cũ ta nắm giữ bất diệt thiên kinh lại sâu hơn mấy phần lăng hàn kinh ngạc mấy vạn năm này hắn liên tục giao chiến cùng mảnh vỡ đại đạo thời khắc liên tục mà vũ khí mạnh nhất đối phó mảnh vỡ đại đạo đương nhiên chính là bất diệt thiên kinh, thời thời khắc khắc vận chuyển. Mảnh vỡ đại đạo khó trừ, tuy nhiên bởi vì như thế, cần hắn khai phá ra huyền bí thâm thúy nhất của bất diệt thiên kinh. Cái này xem như là nhân họa đắc phúc sao, lăng hàn không khỏi bật cười, hiện tại cường độ thể phách của hắn đạt đến độ cao của tầng 2, nguyên bản muốn đạt đến một bước này cần lượng lớn tài nguyên cùng thời gian kinh người. Hương, mảnh vỡ đại đạo cũng coi như là năng lượng, chỉ là quá trình này, lại có mấy người dám chơi lang hàn hồi tưởng mấy vạn năm này thời khắc đều bị mảnh vỡ đại đạo đâm phá loại đau đớn kia làm cho hắn không tự chủ được mà chảy mồ hôi lạnh tuyệt đối không muốn tới một lần nữa hắn thầm nói xeo 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 từng bóng người bay vụt đến là triệu tân còn có nhiều đại quốc chủ lang hàn thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm triệu tân một chút sau đó có một ví quốc chủ mặt dày lại đây thấy không có bị lang hàn quát lui hơn nữa còn thật được chỉ điểm quốc chủ khác tự nhiên cũng tới, thậm chí đều ở lại triệu gia tổ địa. Mặc dù mới qua mấy vạn năm, tu vi của triệu tân cũng đã đạt đến tinh thần cảnh, mà có mấy tinh thần cảnh lâu năm đều có hy vọng bước vào hàng hà cảnh. Bọn họ cực kỳ tôn trọng lăng hàn, phát hiện nơi đây đột nhiên phát lên dị tượng, tự nhiên dồn dập lại đây tìm xem. Đại, đại nhân, nhìn thấy lăng hàn, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Ở trong ấn tượng của bọn hắn, lăng hàn chính là một người sắp chết, nhưng còn bây giờ thì sao? vóc người thon dài, tóc như khoác bên hông, mỗi một sợi tóc đều đen thui phát sáng, như thần thiết tạo nên, da rẻ như ngọc, thật giống như là bản thân đại đạo, khiến người ta nhìn đã muốn quỷ bái. Chúc mừng đại nhân khỏi hẳn, Triệu Tân lập tức nói, trên mặt cũng tràn ngập kinh hỉ. Chương 2788, dung hợp hai giới. Hắn không khỏi nhớ tới lúc nhỏ, Lăng Hàn trọng thương, mấy vạn năm đi qua rốt cục khôi phục, để hắn cảm khái ngàn vạn. Ha 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 ha, ánh sáng đặc biệt kinh thế, chẳng lẽ nơi này có báu vật xuất thế? Trong một tiếng cười to, trong sân đã nhiều hơn một người, thân hình cao lớn, tỏa ra tinh lực đáng sợ. Người này là ai? Tất cả mọi người không quen biết, nhưng từng cái từng cái từ đáy lòng nổi lên hàn ý, bởi vì bọn họ không có phát hiện đối phương là làm sao xuất hiện. Người này, thực lực mạnh đến mức độ cỡ nào? Ồ, bảo quang là từ trên người người phát ra. Người cao to này nhìn chầm chầm lăng hàn, đột nhiên ánh mắt nghiêm túc, có phải là người ăn tuyệt thế bảo dược không? Đúng thì làm sao, không đúng thì làm sao? Lăng Hàn từ tốn nói, thực lực của đối phương ở trước mặt hắn không thể che giấu, chính là một tên thánh nhân sáng thế cảnh, hơn nữa còn là đại thánh, nhưng ở trong mắt hắn, đại thánh thì đã làm sao? Phải, bản tọa liền luyện hóa người thành đan dược, tên đại thánh này lạnh lùng nói, dám, đám người triệu tân cùng nhau quát lên, hả, tên đại thánh này trừng mắt, khí tức kinh khủng lưu truyền, để mỗi người đều ngực khó chịu, khó chịu đến không cách nào hình dung. Ở trước mặt bổn tỏa, cũng có phần các người nói chuyện. Hắn một ý nghĩ động chuyển, nhất thời có mười mấy nắm đấm từ dưới nền đất bay lên, oanh kích về phía đám người triệu tân. Thánh, thánh nhân, đám người triệu tân đều run giọng nói, đối phương vừa ra tay bọn họ liền có thể xác định không thể nghi ngờ. Thánh nhân A, nhân vật mạnh mẽ nhất toàn bộ thần giới, đặc biệt là mấy vạn năm trước phát sinh một sự kiện lớn, vô số thánh nhân tập thể biến mất, thánh nhân còn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, tự nhiên mỗi người đều là tồn tại vô thường. Oanh 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 oanh, những nắm đấm này vẫn không có oanh đến liền tập thể nổ tung, cát bụi trở về với cát bụi. Hà, tên đại thánh này trừng mắt lên, cuối cùng lộ ra vẻ thận trọng. Các hạ là ai, hắn phát hiện tu vi của Lăng Hàn không kém gì mình. Lăng Hàn, Lăng Hàn, tên đại thánh này nhắc lại, khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy danh tự này ngờ ngợ có chút quen thuộc, thật giống như ở nơi nào nghe qua. Quy xuống nhận sai, có thể tha cho ngươi một mạng lăng hàn nói nếu như đổi thành mấy vạn năm trước người ta muốn giết hắn hắn khẳng định là lấy giết chóc ngăn giết chóc nhưng bởi vì thân thể vừa khôi phục tâm tình của hắn không sai bởi vậy tình nguyện cho đối phương một con đường sống tên đại thánh kia giận tím mặt hắn là thánh nhân lại dám muốn hắn quỳ xuống ngươi là cái gân nào đáp sai rồi hắn cũng lười đi nghĩ lăng hàn là ai trực tiếp ra tay oanh một trường vỗ ra ngôi sao đầy trời đều đang run rẩy đây là uy của thánh nhân lúc trước thần giới bị lang hàn tàn sát, chết rất nhiều thánh nhân, lại có lượng lớn thánh nhân bị hắn mang đi tiên vực, hiện tại còn để lại thánh nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lang hàn chỉ làm như không thấy, mà khi công kích sắp rơi xuống trên đầu hắn, lại cùng nhau ngừng lại, quỷ dị mà nổi giữa không chung. Khung cảnh này rất đồ sộ, vô số công kích hạ xuống, phảng phất như có thể diệt thế, thậm chí đánh nổ tinh cầu này cũng là điều chắc chắn, hiện tại lại trái với bất luận quy luật gì mà ngừng lại. Âm âm âm, trong thiên địa có nộ lôi cuồn cuộn, đây là thiên địa phát hiện có sinh linh mạnh hơn giới này xuất hiện, bắt đầu nhầm vào. Mỗi một giới đều có quy luật của một giới, không thể để cho nhân vật quá mạnh mẽ xuất hiện phá hoại cân bằng. Lăng Hàn quát khẽ một tiếng, chỉ tay đối không, oanh, nộ lôi đầy trời nhất thời tiêu tan. Hắn là tiên vương, đã từng là chúa tể của một vùng thế giới, cấp độ vượt xa cổ giới, một chỉ này, uy lực vô cùng. Tất cả mọi người đều xem ngốc, kia là thiên kiếp A, thiên kiếp lại còn có thể bị đuổi tên đại thánh kia hai chân phát run, ngươi, ngươi 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 là đến từ tiên vực trong truyền thuyết. Sắc mặt hắn đột nhiên kịch biến, hồi tưởng lại, Lăng Hàn, ngươi là Lăng Hàn, ngươi là lang Hàn kia, lúc trước Lăng Hàn giết rất nhiều thánh nhân, tin tức truyền khắp toàn bộ thần giới, chỉ là có chút địa phương quá xa, nhận được tin tức cũng không biết qua bao lâu, rất nhiều người căn bản không tin tưởng đây là sự thực. Nhưng mà, chân nhân hiện thân thi pháp, công kích của mình quỷ dị ngừng lại, thiên kiếp bị mắng tan, vẫn chưa thể chứng minh sao lăng hàn lắc đầu cho người cơ hội lại không nhận hắn ra tay công kích đầy trời đều hóa thành một chùm sáng sau đó nhét vào trong miệng tên đại thánh kia nhẹ nhàng vỗ một cái chùm sáng liền tiến vào trong bụng hắn đại nhân tha tên đại thánh kia tự nhiên kinh hãi gần chết còn chưa nói xong oanh chùm sáng trong cơ thể hắn đột nhiên nổ tung hắn nhất thời hóa thành mảnh vỡ nhưng dư âm nổ tung không có khuếch tán mà bị hạn chế ở trong một không gian nhỏ với lăng hàn mà nói cái này tự nhiên là dễ như trở bàn tay bọn người triệu tân kinh bạo bọn họ đã đánh giá cao lăng hàn cho rằng đối phương chính là một thánh nhân không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp thứ này so với thánh nhân không biết trâu bò hơn bao nhiêu lần lăng hàn nhìn lướt qua mọi người nói duyên phận của chúng ta tới hôm nay kết thúc đại nhân mọi người vội vàng nói lăng hàn nói lời này ý nghĩ là muốn rời đi lăng hàn khoát tay áo một cái thiên hạ không có buổi tiệc không tan tu luyện thật tốt nếu có thể tiến thêm một bước nữa chúng ta còn có một ngày gặp lại hắn không phải là người lề mề dưới chân một bước đã bước ra khoảng cách vô cùng xa ân tình nên trả hắn đã sớm trả hơn nữa hắn còn có chuyện khác tự nhiên không thể liên tục ở lại nơi đây hắn đi tới điểm tụ hợp của thần giới cùng minh giới nơi này còn đang phát sinh chiến đấu có vô số võ giả cấp thấp ở đây đánh trận cướp giật cơ duyên thân hình của lăng hàn hạ xuống vừa vặn có võ giả của thần minh hai giới vì một cây thần dược phát sinh đại chiến sự xuất hiện của hắn cũng lập tức gây nên hai bên chú ý không ai không chậm chạp hạ xuống công kích, để tránh khỏi bị hắn Ngư Ông đắc lợi. Không muốn đi lên trước nữa, bằng không chém đầu của ngươi. Một võ giả thần giới quát lên, ở trước mặt cơ duyên, hắn không cảm giác đối phương là người mình chút nào. Lăng Hàn cũng không để ý tới, mà khoanh chân ngồi xuống, duỗi hai tay ra, một tay câu thông thần giới, một tay liên tiếp minh giới, lấy bản thân làm hạt nhân, cưỡng ép dung hợp hai giới. Chương 2789, Thiên địa ban ân, Tiên vương tầng 3 oanh, thiên kiếp lập tức lao đến, hai giới ngăn cách, cái này đã vài kỷ nguyên, đều hình thành một loại lực lượng, không phải có thể dễ dàng phá hoại. Lúc trước là ba vị thiên tôn ra tay, lúc này mới tách hai giới ra, đây là khó khăn như thế nào. Cũng còn tốt, hai giới vốn là một thể, muốn dung hợp một lần nữa độ khó nhỏ hơn tách ra vô số lần, vì lẽ đó, lúc trước là ba vị thiên tôn ra tay mới làm được, hiện tại chỉ một người lang hàn liền có thể thực hiện, đương nhiên không phải một lần là xong, mà cần tháng năm dài đằng đẵng. Người đang làm gì, những võ giả tranh đấu kia phát hiện không đúng, lập tức quát hỏi Lăng Hàn. Lăng Hàn vẫn không có để ý tới, chiến trường hai giới đang phát sinh biến hóa kịch liệt, chân chính dung hợp lại cùng nhau, thiên địa đạo tắc xảy ra biến hóa, trở nên hoàn chỉnh. Ô, ta làm sao phát hiện mình còn có rất nhiều chỗ tăng lên. Căn cơ của ta lại bất ổn như vậy, ta còn có thể mạnh mẽ gấp 10 lần, người phụ cận được lợi sớm nhất, hai giới dung hợp, đây mới thực sự là cổ giới, để người ta có thể ở đạt đến sáng thế cảnh bước ra bước cuối cùng, bước vào tiên vực. Thật giống như người của tiểu thế giới khai thiên đi tới cổ giới, cảm giác đầu tiên chính là lập tức có thể đột phá. Dị biến như vậy cũng lập tức đưa tới cường giả ở chiến trường hai giới chú ý, bọn họ nhìn lăng hàn, không khỏi đều khiếp sợ, đây rốt cuộc là ai. Hơn nữa, ai biết biến hóa như thế cuối cùng sẽ dẫn đến cái gì? Ồ, vị này làm sao khá giống người trong truyền thuyết kia thế nhỉ? Có người nhận ra được lăng hàn, dù sao năm đó lang Hàn quá mạnh mẽ. Lang Hàn dung hợp hai giới, tốc độ của hắn rất nhanh, ngăn ngắn 10 năm liền dung hợp một tinh hệ, nhưng đối với cổ giới minh mông mà nói, đây chỉ là một bắt đầu bé nhỏ không đáng kể. Hắn chìm đắm trong đó, có vô số hiểu ra bốc lên. Kỳ thực cổ giới cũng là một bộ phận của tiên vực vị diệt, lấy hắn làm trụ cột, dung hợp hai giới, tương đương với để hắn lại làm chúa tể thiên địa một lần. Trong biến hóa, hắn nhòm ngó thiên địa biến hóa, lực lượng độc nhất vô nhị kia phun trào vùng thế giới này, thiên tôn cũng không thể phá, cho dù phá diệt to lớn hơn nữa, ở dưới cổ lực lượng độc nhất vô nhị kia vẫn sẽ gây dựng lại, xúc tích sinh cơ, trừ khi tiên vực vị diện tan vỡ, bằng không ai cũng không thể chân chính phá hủy nơi này. Trong cơ thể Lăng Hàn lưu chuyển năm tháng hồng hoang, cổ giới tồn tại thời gian là tương đương tiên vực, nhưng Lăng Hàn không thể tiến vào hạt nhân tiên vực, hắn không có thực lực như vậy, ngay cả thiên tôn cũng không được. Mà tình huống bây giờ đặc thù, tam đại thiên tôn tách cổ giới ra, để Lăng Hàn đạt được thời cơ quy nhất hai giới. Đây là chiều hướng phát triển, thiên địa cũng có khuynh hướng như vậy, bằng không không thể xuất hiện chiến trường hai giới, đây là bản năng muốn dung hợp. Vì lẽ đó, thiên địa chống cự không được ý tốt như vậy của Lăng Hàn. Vậy thì tiện nghi Lăng Hàn, một số đồ vật vạn cổ bất diệt bốc lên ở trong thức hải của hắn, để hắn tham khảo, học tập, đây là lực lượng thuộc loại với tiên vực vị diện, độc nhất vô nhị, cho dù là cổ giới cũng có lạc ấn lưu lại, bị Lăng Hàn không ngừng bắt giữ, hóa thành lĩnh ngộ của hắn. Hắn vui mừng khôn nguôi, cơ duyên như vậy quá hiếm thấy, tương đương với Tam Đại Thiên Tôn liên thủ chúc phúc cho hắn, thế gian lại có mấy người có thể đạt được. Hắn quên tất cả, chìm đắm ở trong cảm ngộ, không ngừng dung hợp hai giới, thu được càng nhiều đồ vật cổ xưa hơn. Trăm năm, ngàn năm, năm tháng như thoi đưa, Lăng Hàn quên thời gian, thậm chí hận không thể để cái này vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Người nghe tin mà đến càng ngày càng nhiều, mọi người đều cảm giác được thiên địa biến hóa, hai giới dung hợp, sau đó Tuy hai mà một, thiên địa thần giới không nhằm vào sinh linh minh giới, mà thiên địa minh giới cũng giống như thế, không không không, hiện tại không tồn tại thần giới cùng minh giới, chỉ có một giới, cổ giới. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, tất cả mọi người đều cực kỳ cung kính quỳ xuống, bọn họ cảm giác được mình chạm tới thiên địa càng thêm hoàn chỉnh, có cơ hội bước vào tầng thứ cao hơn. Muốn dung hợp hai thế giới, cần lực lượng to lớn cỡ nào? Cái này tự nhiên làm cho tất cả mọi người kính nể, mà chỗ tốt lại người người thấy được làm sao có thể không cảm kích Lăng Hàn. Có điều hiện tại đã không có ai nhìn thấy chân thân của Lăng Hàn, trên người hắn quấn quanh đồ vật cực kỳ cổ xưa, chôn hắn thật sâu ở trong đó, nhưng vẫn duy trì hình người ngồi xếp bằng như cũ, chỉ là hình thể trở nên càng lúc càng lớn, điều này là bởi vì Lăng Hàn lấy ra vật chất cổ xưa càng ngày càng nhiều. Mấy ngàn năm sau, nơi này trở thành một thánh địa, không biết tinh cầu xa xôi cỡ nào, cũng không ngừng có người mộ danh mà đến, bái tạ Lăng Hàn. Tuy có người không tin truyền thuyết, cho rằng nơi này kỳ thực có thiên tài địa bảo xuất thế đã từng động thủ nhưng người căn bản không thể tới gần liền nổ thành cho bụi loại ví dụ này nhiều lắm tự nhiên không ai còn dám tiến hành thử nghiệm đều đàng hoàng cúng bái một vạn năm ba vạn năm mười vạn năm một triệu năm lăng hàn đột nhiên từ dưới trạng thái cảm ngộ tỉnh lại bởi vì hai giới đã hoàn toàn dung hợp sau này không còn thần giới cùng minh giới chỉ có cổ giới liền như thế kết thúc lăng hàn không khỏi chép miệng hắn còn chưa đã ngứa a à hắn có loại cảm giác, trong cơ thể gieo xuống lạc ấn lực lượng độc nhất vô nhị của tiên vực vị diện, cho dù hắn đi tới siêu vị diện cao đẳng, nhưng chỉ cần hắn đạt đến tiên vương tầng 9, vẫn như cũ có thể dựa vào lạc ấn này tu thành thiên tôn. Mà siêu vị diện cao đẳng đồng dạng có lực lượng độc nhất vô nhị của bản thân, nếu như Lăng Hàn có thể dung hợp hai loại lực lượng này. Vậy nhất bộ thiên tôn như hắn sẽ mạnh bao nhiêu? Không nói đạt đến độ cao của nhị bộ thiên tôn, nhưng quét ngang nhất bộ thiên tôn là không thành vấn đề cũng còn tốt hiện tại hắn dung hợp hai giới, nếu như lúc trước ở sáng thế cảnh liền làm như thế, nhất định sẽ tiêu xài cơ duyên lớn này. Ồ, hắn kinh ngạc phát hiện, tu vi của mình lại ở trong bất chi bất giác đạt đến tầng hai đỉnh cao. Dung hợp hai giới, có quá nhiều cảm ngộ bộc phát, trước liền nói, cái này tương đương với ba tên thiên tôn đang trợ giúp hắn tu luyện, lại qua trăm vạn năm, tu vi của hắn có thể không tăng nhanh như gió sao. Trường 2790, tư thế người hôm nay thượng. Có điều, tại sao không có thiên kiếp lẽ nào này là bởi vì hắn thay thiên địa làm việc vì lẽ đó thiên địa cố ý cho hắn yêu đãi ân cảm giác thật kỳ quái đột phá lại không có thiên kiếp phu thiên địa đột nhiên có dị động mùi thơm ngát vô biên hạ xuống bao phủ ở trên đầu của lăng hàn tu vi của lăng hàn nhất thời tăng lên trong óc không ngừng hiểu ra đại đạo thực hóa tiên chủng đã sớm trưởng thành lên thành đại thụ hiện tại nở rộ một đóa tiên hoa sau đó nhanh chóng héo tàn kết ra một viên trái cây tiên trùng tam biến, hắn muốn trở thành tiên vương tầng 3. Chuyện này, lang Hàn kinh ngạc, thiên địa lại hạ xuống phúc vận cho hắn. Hắn làm chuyện tốt gì, không phải còn bị thiên sinh nói là nhiệt tử sao. Lang Hàn ngay lập tức tỉnh ngộ, hắn dung hợp hai giới, đây đối với thiên địa là cống hiến lớn. Thiên địa bất nhân, nhưng lại công bằng nhất, có cống hiến đương nhiên phải thưởng. Dưới thiên địa chúc phúc, hắn không có chút hồi hộp nào mà đi lên tầng 3, tiên trùng kịch liệt lột xác, tiên thủ kết thành quả, mà trái cây hạ xuống, lập tức đâm trồi, một lần nữa hóa thành tiên thụ, đương nhiên, chỉ có một chút xíu. Hết cách rồi, tuy dung hợp cổ giới cống hiến to lớn, nhưng cổ giới chỉ là phụ thuộc của tiên vực. Năng lực có hạn, có thể đẩy lăng hàn tới tầng 3 là bởi vì trước đó hắn đã đạt đến tầng 2 đỉnh cao, vừa vặn cho chút lực, đưa hắn lên tầng 3. Soảng, lúc này, thiên địa không có làm việc thiên tư nữa, lập tức có lôi vân cuồn cuộn, thiên kiếp đã tới. Thiên kiếp này cực kỳ khủng bố, không có co lại một chút nào, thậm chí đạt đến cấp độ Tiên Vương tầng 4. Lăng Hàn cũng không dám khinh thường, vội vã thả ra tu vi, oanh, khí tức Tiên Vương phun trào, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ cổ giới. Thứ nhất này là bởi vì hắn quá mạnh mẽ, thứ hai hắn dung hợp cổ giới, khó tránh khỏi ở trong đó cũng lưu lại một chút lạc ấn của mình, lại như bảo khí, bởi vậy, ý chí của hắn truyền lực cũng nhanh đến mức không hợp thói thường. Khí tức Tiên Vương phun trào đây là lực lượng vô địch của cổ giới, thậm chí người ta ngay cả ngước nhìn cũng không được. Nhất thời, tất cả mọi người quỳ xuống, lạnh run run. Oanh, một hắc động lớn xuất hiện, thôn vệ lăng hàn, mà kiếp vân đầy trời cũng biến mất sạch sành xanh. lang hàn quá mạnh mẽ, không dùng ở một giới này, nhất định phải rời đi, nếu không thì, hoặc là cổ giới đẻ chết hắn, hoặc là hắn căng nứt cổ giới. Vì lẽ đó, hắn rời đi, lang hàn xuyên qua giới bích, chỉ cần lực lượng đạt đến sáng thế cảnh đỉnh cao, liền có tư cách nổ ra tầng giới bích này, tiến vào tiên vực, mà hiện tại Lăng Hàn đã là tiên vương tầng 3, sức chiến đấu của hắn lại mạnh mẽ đến mức độ cỡ nào, tự nhiên dễ dàng liền phá vào tiên vực. Cảnh vật trước mắt biến đổi, hắn xuất hiện ở trong một mảnh rừng núi, khí thức quen thuộc kéo tới, cho hắn biết, mình trở lại tiên vực. Soảng, kinh lôi từng trận, thiên kiếp cũng như ảnh tùy hình. Lăng Hàn cười ha ha, đến đây đi, vừa vặn để ta xem một chút thực lực của mình đạt đến trình độ nào. Oanh, thiên kiếp hạ xuống, hóa thành một trọng kiếm to lớn, chém đánh về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha, ngừng tụ lực lượng quy tắc đón nhận, oanh, trên song quyền của hắn bùng lên ánh sáng chói lọi, cứng đối cứng thiên kiếp. Uy lực của thiên kiếp xác thực đạt đến tầng 4, nhưng sức chiến đấu của Lăng Hàn càng mạnh hơn, trực tiếp từ tầng 4 trung kỳ cất bước, bay thẳng tầng 5. Tiên chủng đang cấp tốc đâm trồi, lần thứ 3 trưởng thành, có thể nhìn thấy, trên thiên chủng có 3 đạo kim văn, hai cái cực sâu, cái thứ 3 cực kỳ nhạt, nhợt nhạt hầu như không thể nhận ra, nhưng đang chậm rãi đậm dần. Lúc Thiên Kiếp giáng Lâm là thời điểm tăng lên nhanh nhất, lực lượng thiên địa đương nhiên là căn bản nhất, đối với quy tắc trưởng thành có lợi nhất. Hắn không ngừng thét dài, song quyền vung vẩy như gió, ở trước mặt Thiên Kiếp không kinh sợ chút nào, mấy lần liền nổ Thiên Kiếp đến nát tan. Đây là thực lực nghiền ép, Thiên Kiếp đã đủ mạnh, Lăng Hàn rõ ràng qua chính là kiếp của tầng 3, nhưng giáng Lâm là cấp độ tầng 4, bất quá Lăng Hàn càng thêm yêu nghiệt. Sức chiến đấu của hắn là từ tầng 4 trung kỳ cất bước, xuất phát về tầng 5. Hắn toàn lực thôi thúc tiên trùng trong cơ thể trưởng thành, đây là cơ hội hiếm có. Trên thực tế tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, thật giống như nháy một con mắt, liền từ tầng 1 xông thẳng tầng 3, khẳng định có tình huống cảnh giới không vững chắc, bởi vậy, hắn dự định lần này sau khi đột phá liền cẩn thận vững chắc một hồi. Nửa ngày trôi qua rất nhanh, Lăng Hàn đứng lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười, tu vi của hắn bây giờ đứng ở tầng 3 sơ kỳ gần như 10 bước đã ra 5 bước, vô cùng tốt. Đây là nơi nào, Lăng Hàn cảm ứng nồng độ linh khí một hồi, Đông Tây Tiên vực khác biệt vẫn rất lớn. Tây Tiên vực, hắn lập tức tự nói với mình, sau đó múa thân hình, bay về phía vô tận hải vực. Hắn muốn qua biển, trở lại Đông Tiên vực, đi tìm cha mẹ của mình. Hắn tin tưởng, nếu như đám người nữ hoàng còn ở lại Đông Tiên vực, vậy nhất định là ở chỗ đó chờ hắn. Mà nếu như bọn họ đã rời tiên vực, như vậy cũng nhất định sẽ ở nơi đó để lại cho hắn tin tức. Tốc độ của Tiên Vương nhanh bực nào, đặc biệt là loại Tiên Vương tinh thông quy tắc không gian như Lăng Hàn, chỉ khoảng chừng nửa tháng, hắn liền đến cạnh biển. Năm xưa, vùng biển này đối với hắn mà nói cực kỳ nguy hiểm, có điều hiện tại hắn coi là đường bằng phẳng, chỉ cần đừng gặp gỡ đại thú cấp tiên vương tầng 7 trở lên, hắn có thể thong dong đối mặt. Hắn bắt đầu qua biển căn bản không cần phải để ý dọc theo đường đi có thể xông qua sào huyệt của hải thú mạnh mẽ hay không liền như vậy thẳng tắp đi tới có chút hải thú căn bản không có phát hiện hắn có thì phát hiện nhưng căn bản không thể ngang hàng hắn chỉ có thể lạnh rung run mặc hắn qua biển nhưng dù sao không phải hết thảy hải thú đều như vậy khi lăng hàn trải qua một hải đảo một kim xí đại bằng phóng lên trời truy kích về phía hắn con đại bằng này am hiểu quy tắc không gian hai cánh rung lên chính là khoảng cách vô cùng bị nó bỏ lại đằng sau miệng phát ra tiếng rít, sóng âm rung động, nắm giữ lực phá hoại đáng sợ. Lăng Hàn nguyên bản không muốn sinh sự, né tránh mấy lần, nhưng con đại bằng này vẫn không tha thứ, không khỏi cũng nổi giận, đứng lại. Chết, chương 2791, tư thế người hôm nay hạ. Kim sĩ đại bằng phát sinh thần niệm xung kích về phía Lăng Hàn, mà thân hình cũng lao nhanh xuống, hai chảo ghim xuống, phảng phất như tiên kim tạo nên, có thể dễ dàng xé rách thân thể tiên vương cấp thấp. Nó là tồn tại tầng 4, Lăng Hàn hừ một tiếng, tiên ma kiếm ra, sau đó chém xuống. Phốc, huyết quang bay tán loạn, kim sĩ đại bằng lập tức đẫm máu, hai chảo bị chém rơi xuống. Nó kinh hãi đến biến sắc, thế mới biết Lăng Hàn liên tục nhường nhịn cũng không phải là không địch lại, mà là căn bản không để nó ở trong mắt. Nó vội vã đập cánh, muốn chạy mất dép, nhưng nếu Lăng Hàn ra tay, lại há có thể để nó rời đi. Hắn lại bổ một kiếm, phốc, một chùm huyết quang bắn lên, kim sĩ đại bằng nhất thời từ giữa bầu trời rơi xuống, nhưng vẫn không có rơi bao xa liền bị Lăng Hàn lấy tay nắm lấy, thu vào trong không gian thần khí. Lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn làm ra không gian thần khí chỉ là sự tình nhất nhiệm Mùi vị thịt chim vốn ngon cực điểm, huống chi cái này vẫn là một tiên vương, làm sao có thể lãng phí. Thiên địa đau buồn, mưa máu vô biên dồn dập hạ xuống, cũng làm cho đại thú vùng biển này sợ đến cúp đuôi, chỉ lo Lăng Hàn đại khai sát giới. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, cất bước tiếp tục chạy đi, Tiên vương dù sao không phải rau cải trắng, tuy vô tận hải vực có không ít tiên vương, nhưng bản thân cũng lớn không hợp thói thường, Lang Hàn có thể vừa vặn trải qua xào huyệt của một tiên vương đại thú tỷ lệ cao bao nhiêu. Một tháng sau, hắn vượt qua vô tận hải vực, bước lên thổ địa của đông tiên vực. Hắn hơi cãi biến phương hướng, sau đó tiến lên. Sau 8 ngày, hắn đi tới vị trí chỗ ở của cha mẹ. Hắn có chút kinh hoàng, dù sao lần này rời đi thời gian quá lâu, sợ nhìn đến hình ảnh khiến mình thương tâm hồn đoạn. Cha, mẹ, hắn đi tới địa phương lớn tiếng kêu lên thôi đi kêu loạn cái gì nơi này có thủ vệ lập tức trách mắng kẻ ngu si sao lại chạy đến chỗ này gọi cha gọi mẹ có thủ vệ cười nói ô người này làm sao có chút quen mắt lăng hàn đại nhân hắn bị nhận ra được lập tức có người đi thông bẩm lần này náo nhiệt cha mẹ cậu đại ca tam ca còn có các nữ lưu vũ đồng đều tới đón nhìn thấy lăng hàn vô sự tất cả mọi người thở dài một hơi Tuy bọn họ đều tin chắc Lang Hàn nhất định không có chuyện gì, nhưng không có nhìn thấy người cũng có chút hoảng, không cách nào thành thơi. Lang Hàn giản lược nói chuyện của mình một hồi, tuy qua hơn một triệu năm, nhưng hắn không có làm mấy chuyện, bất quá so với những người khác trải qua lại phong phú hơn nhiều. Tiếp đó, tự nhiên nói đến tin tức của đám người nữ hoàng. Chu Hằng đặc biệt vì Lang Hàn chờ mấy ngàn năm, thậm chí còn triển khai thủ đoạn tìm kiếm hắn, nhưng cái này dù sao cũng là tiên vực vị diện, hắn không cách nào sử dụng hết khả năng, sợ không cẩn thận căng nứt vị diện này. Bởi vậy, hắn không thể tìm được Lăng Hàn, không thể làm gì khác hơn là mang theo những người khác rời đi trước. Nữ hoàng, hổ nữ, nhu yêu nữ, vũ hoàng đều đi, chỉ cần có tư chất đế giả là được, ở trong siêu vị diện cao đẳng, đế giả cũng có một tia hy vọng trở thành thiên tôn. Đương nhiên, cái xác suất này thấp đến đáng thương, khả năng trong 100 triệu người cũng khó tìm được một cái, nhưng dù sao vẫn có hy vọng. Để Lăng Hàn kinh ngạc chính là, Thiên Sinh lại cũng ở trong danh sách. Cái thứ này đại sát tứ phương, có ít nhất hơn vạn tiên vương chết ở trong tay hắn, lại còn để hắn đi tới siêu vị diện cao đẳng. Có người nói là tư chất của Thiên Sinh quá tốt, tương lai có khả năng trở thành thiên tôn. Phong Phá Vân nói, cái này tự nhiên không phải hắn nghe Chu Hằng nói, mà là thuật lại của đám người nữ hoàng. Lăng Hàn nhíu mày, xem ra tình hình ở siêu vị diện cao đẳng rất kịch liệt, nếu không thì cũng không đến nổi ngay cả sát tinh như Thiên Sinh cũng lấy thiên tôn mới có thể đối kháng cuồng loạn, khác biệt ở chỗ thất bộ thiên tôn là chủ lực tuyệt đối, nhất bộ thiên tôn chỉ có thể đánh lẻ, nhưng nhân vật đánh lẻ như thế nào đi nữa cũng có thể có chút công dụng a. À. Đây là chu đại nhân vì ngươi lưu lại vị diện truyền tống phù. Phong phá vân lại đưa tới một tấm ngọc phù, nhìn qua bình thản không có gì lạ. chu đại nhân nói, chỉ cần ngươi lấy tiên vương lực mở ra, liền có thể đưa gần như 10 người đi siêu vị diện cao đẳng. Lăng Hàn gật đầu, chu Hằng cực kỳ để mắt hắn, mới sẽ cố ý lưu lại một tấm vị diện truyền tống phù. Không nghĩ cũng biết, vật như vậy tất nhiên cực kỳ khó có thể luyện chế, bằng không lúc trước Chu Hằng cũng sẽ không hạn chế số lượng, hiện tại ở dưới tình huống hoàn toàn không xác định Lăng Hàn sinh tử lưu lại, coi trọng hắn có thể thấy được chút ít. Lăng Hàn tiếp nhận truyền tống phù, cực kỳ cảm khái. Mấy ngày kế tiếp, hắn chẳng có cái gì làm cả, chính là ở chung cùng cha mẹ, các huynh đệ, sau đó hắn liền phải đi siêu vị diện cao đẳng mà lần này đi xa, hắn liền thật không biết phải bao lâu sau mới có thể trở về. Tiên vương đàn tự nhiên bị hắn lưu lại toàn bộ, chờ đám người cha mẹ, phong phá vân đạt đến thăng nguyên cảnh đỉnh cao, liền có thể lấy viên thuốc này bước vào tiên vương, chân chính nắm giữ tuổi thọ bất diệt. Con chim đại bàng cấp tiên vương kia cũng được lấy ra nướng, bị lăng hàn luyện hóa hung sát khí trong đó, trở thành vật đại bổ, nhưng dù như vậy, mọi người cũng chỉ có thể ăn một khối nhỏ, bằng không tất nhiên sẽ chết. Thịt chim tiên vương rất nhiều, mọi người ăn một lần lại cần mấy chục năm mới có thể tiêu hóa chỗ tốt trong đó bởi vậy đủ ăn mấy trăm triệu năm một bên khác lăng hàn tự nhiên cũng tăng lên thể thuật cùng uy lực của tiên ma kiếm đến siêu vị diện cao đẳng hiện tại hắn nắm giữ quy tắc khẳng định đều vô dụng cần làm lại từ đầu nhưng thể thuật sẽ không chịu ảnh hưởng bởi vậy hắn phải tăng thể thuật lên cái này tự nhiên cần một quãng thời gian lăng hàn cũng không có để ý ngược lại đã làm lỡ hơn một triệu năm nhiều hơn mấy năm mấy vạn năm nữa thì đã làm sao Quả nhiên, khi Lăng Hàn đẩy thể thuật lên tới cảnh giới cực hạn trước mắt, đã là chuyện 20.000 năm sau. Ở trên thể thuật, sinh mệnh lũy thừa của hắn phá 9.000, hoàn toàn có thể chiến tiên vương tầng 5, thậm chí tiên vương tầng 5 đỉnh cao phổ thông cũng không phải đối thủ của hắn. Thực lực như vậy, cho dù ở siêu vị diện cao đẳng cũng có một vị trí chứ. chương 2792, chống đỡ đến. Lăng Hàn từ biệt phụ mẫu, nói lời từ biệt với huynh đệ, sau đó mang theo chúng nữ, khởi động vị diện truyền tống phù, hắn đưa vào lực lượng tiên vương nhất thời ngọc phù phát sáng soi sáng toàn bộ tiên vực sau đó một chùm sáng bao vây cuốn đám người lăng hàn lên xèo xé ra tiên vực vị diện bắt đầu vượt qua vô tận vị diện Phu, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong mắt tất cả đều là ánh sáng chấp loạn cái gì cũng thấy không rõ lắm đùng 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 quần áo trên người bọn họ toàn bộ nổ tung ngay cả không gian thần khí cũng không ngoại lệ ngoại trừ cơ thể sống ra cái gì cũng không thể lưu giữ Thậm chí, tóc của bọn họ cũng dồn dập hạ xuống. Hết cách rồi, đây là truyền tống phù, chỉ có thể đưa bọn họ an toàn đi siêu vị diện cao đẳng, nhưng cái khác liền không thể bảo đảm, không giống Chu Hằng tự mình ra tay, lực lượng thiên tôn to lớn, loại lực lượng vị diện đè ép này chỉ là chút lòng thành. Bọn họ đều cực kỳ khó chịu, thật giống như phàm nhân ngồi một chiếc xe ngựa sóc này, cảm giác nôn mửa mãnh liệt. Thời điểm bọn họ sắp chịu đựng không nổi, oanh, không gian nứt ra, bọn họ bị quăng ra ngoài, như thiên nữ tán hoa. Lăng Hàn phản ứng nhanh nhất, đưa tay nhấn một cái, các nữ liền bị hắn ổn định thân hình. Hắn hơi suy nghĩ, nguyên lực hóa thành quần áo, bảo hộ ở ngoài thân. Đến cảnh giới như hắn, kỳ thực không cần mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày, nguyên lực biến hóa, so với cái gì cũng dùng tốt. Tóc lập tức mọc ra, sinh cơ của hắn cực kỳ mạnh mẽ, đây là chút lòng thành. Các nữ nhìn lẫn nhau, đều có chút ý tứ không tốt. Tuy các nàng đều là vợ của Lăng Hàn, nhưng chưa từng có tập thể trần chuồng khỏa thân như thế, dồn dập lấy nguyên lực hình thành quần áo bảo vệ đương nhiên tóc lông mày cũng nhất định phải lập tức mọc ra các các nàng xấu hổ nhưng càng thích trương diện lăng hàn cười ha ha cái này tự nhiên để các nữ càng thêm mặt đỏ thầm nghĩ chẳng lẽ phu quân này động ý nghĩ gì sao có điều đây thực sự là oan uổng lăng hàn hắn nở nụ cười liền thu hồi ánh mắt nhìn bốn phía đây là một khu đầm lầy bốn phía bốc lên sương mù cho dù hắn là tiên vương nhưng lại không thể sử dụng hết thị lực chỉ có thể nhìn thấy địa phương ở ngoài ba dặm phải biết, sức chiến đấu của hắn là tương đương Tiên Vương tầng 5 đỉnh cao. Không thấy rõ tình huống, thần thức cũng chịu hạn chế, hắn tự nhiên không dám sử dụng hết tốc độ, bằng không nếu như gặp phải tình huống, tỉ như va vào một nhân vật mạnh mẽ, vậy không hay rồi. Nơi này là siêu vị diện cao đẳng, Lang Hàn tin tưởng tự vệ không có vấn đề, nhưng tuyệt đối không thể nghênh ngang mà đi. Không hổ là siêu vị diện cao đẳng, vừa đến liền cho ta cái ra oai phủ đầu. Lang Hàn cười nói, bọn họ cũng không phân biệt phương hướng ngược lại phân biệt cũng vô dụng cứ nhắm một nơi đi thẳng tin tưởng chỉ cần thẳng tắp đi tới vậy liền nhất định có thể đi ra nơi này vừa đi mọi người một bên điều chỉnh trạng thái quả nhiên thiên địa không giống quy tắc không giống bọn họ nguyên bản nắm giữ quy tắc cũng không thể dùng ở đây thì tương đương với sáng thế cảnh ngay cả năng lực phi hành cũng không có lang hàn cũng không ngoại lệ nhưng thể thuật của hắn quá kinh người cần bay nhảy vọt một cái còn nhanh hơn đại bộ phận tiên vương đương nhiên hiện tại hắn không dám gia tốc bọn họ cũng không có nhàn rỗi mà lấy quy tắc của nơi này trùng tu cảnh giới không hổ là siêu vị diện cao đẳng bọn họ rất nhanh hình thành nhận thức chung quy tắc của nơi này về số lượng cùng tiên vực không có quá nhiều không giống nhưng có thêm quang minh cùng hắc ám còn có ba loại quy tắc mà hiện tại lăng hàn còn không cách nào gọi ra hết cách rồi xưa nay chưa có tiếp xúc qua như thế nào nói lên được nhưng tương tự là quy tắc hệ kim đại đạo nơi này lại phức tạp xa tiếp cận bản nguyên cái này không thể nghi ngờ gia tăng độ khó tu luyện, nhưng chỗ tốt cũng cực kỳ rõ ràng, bởi vì như vậy tu đến tầng 9, cách thiên địa bản nguyên càng gần hơn, càng dễ dàng nắm giữ lực lượng thiên địa, do đó bước vào thiên tôn. Chẳng trách nơi này có thể bồi dưỡng được lục bộ thiên tôn, thậm chí thất bộ thiên tôn. Lăng Hàn lại làm một không gian thần khí, sau đó thu các nữ vào, nơi này hung hiểm không biết, vẫn cẩn trọng một chút mới tốt, chỉ một mình hắn, tới lui tự nhiên, có thể tăng lên rất nhiều hệ số an toàn hắn bước chậm mà đi khu đầm lầy này mây mù quanh quẩn mặt đất có tính dính quỷ dị một cước dẫm xuống ít nhất sẽ lún đến đầu gối mà nếu không thể đúng lúc phát lực cả người cũng có thể rơi vào cái này cũng là nguyên nhân tại sao lăng hàn không cho chúng nữ chạy đi quá ảnh hưởng tốc độ nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn vẫn không có nắm giữ quy tắc nơi này không cách nào ứng phó được nguy hiểm cũng còn tốt thể thuật của lăng hàn quá mạnh mẽ nhẹ nhàng một cái liền có thể tung lên trời mảnh đầm lầy này rất bẩn nước vẩn đục, tỏa ra mùi thối, một chân đạp xuống, sẽ ủng ụp ủng ụp nổi lên bọt khí, thật giống như phía dưới mai táng vô số thi thể, mùi thực sự là sai lòng người. Ngay cả lang Hàn cũng có chút không chịu được nữa, một tay che mũi, để tránh bị độc khí như vậy công kích. Khu đầm lầy này vô cùng lớn, lang Hàn đi một ngày, vẫn không có chút dấu hiệu đi ra ngoài nào, hắn không nhịn được tăng nhanh tốc độ, bởi vì sau một ngày một đêm, hắn đối với nơi này cũng có chút hiểu rõ, rứt bỏ khó đi không nói, kỳ thực nơi này một mảnh bằng phẳng không có bóng người. Oanh, hắn hơi nhún chân, tốc độ nhất thời tăng vọt. Thoáng cái ba ngày đi qua, Lăng Hàn phát lực lao nhanh, đột nhiên chỉ cảm thấy phía trước có đồ vật đen thùi lùi đụng vào, hắn vội vã phanh lại, vẫn chậm, đồ vật đen thùi lùi này đụng vào hắn. Lăng Hàn không có ra quyền, bởi vì hắn phát hiện đây là một dã thú, tu vi chỉ là thăng nguyên cảnh, hắn căn bản không cần để ý. Pha chạm, oanh, Lăng Hàn vẫn không nhúc nhích, còn dã thú kia thì bị bắn bay, cũng may Lăng Hàn ngừng đúng lúc, bằng không khẳng định sẽ bị đánh nổ thành mưa máu. Dù như vậy, con giá thú này cũng ngất ngất ngây ngây, căn bản đặt chân bất ổn, đảo quanh. Lang Hàn thấy rõ, đây là một con ếch to lớn, phần lưng hiện màu xanh đậm, cái bụng trắng noán, trên trán có ba đạo kim văn, lại thêm một gạch thẳng, nó có thể tự xương vương trong ếch rồi. Đuổi theo, lúc này, chỉ thấy ba nam nữ bắn người tới, chương 2793, Trọng Nguyệt Giáo. Ba bóng người từ đằng xa bay vụt lại, bởi vì tầm nhìn nơi này chỉ khoảng hai dặm, thời điểm Lăng Hàn nhìn thấy bọn họ, ba người này đã đi tới trước người của hắn. Ánh mắt Lăng Hàn đảo qua, chỉ thấy ba người này phân biệt là hai nam một nữ, tuổi đều rất nhỏ, nhưng khí vũ hiên ngang, rõ ràng đều là thăng nguyên cảnh, hơn nữa toàn bộ là cấp bậc viên mãn. Nhìn tuổi của bọn họ chỉ khoảng mấy chục triệu tuổi, nhưng toàn bộ trở thành thăng nguyên cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành tiên vương. Chờ chút, cảnh giới võ đạo nơi này là làm sao phân chia? Lăng Hàn chỉ từ bọn họ tản mát ra khí thức mạnh yếu tiến hành phán đoán, tương đương với tồn tại thăng nguyên cảnh ở tiên vực, thiên phú thực phi phàm. Ba người này không có để ý Lăng Hàn, chỉ lo đi tiêu diệt con ếch xanh lớn kia, bởi vì ếch xanh va vào Lăng Hàn đã đầu óc choáng váng, bị ba người này trấn áp liền xong đời. Ha ha, có túi chứa chất độc của Kim Văn Hoa này, liền có thể trị hết bệnh của sư mẫu. Ba người cất đi ếch xanh, đều cực kỳ vui mừng. Lăng Hàn cũng mỉm cười, rốt cuộc thấy người, cho hắn biết không có mù lòa xoay tròn ở nơi này, như vậy chỉ cần để ba người này dẫn đường, hoặc ở trong bóng tối theo bọn họ, hắn tự nhiên có thể đi ra mảnh đầm lầy này. Ô, sao nơi này còn có một người, kỳ quái, ám mang cảnh, ám mang cảnh làm sao cũng dám tiến vào nơi này, ba người phát hiện lăng hàn, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trải qua mấy ngày, lăng hàn ở trên độ cao của quy tắc đã trở lại chảm chân, đối phương nói hắn là ám mang cảnh gì đó, nghĩ đến đây chính là phân chia cảnh giới của siêu vị diện cao đẳng ám mang đối ứng chính là chảm trần ngươi làm sao tiến vào nơi này một thanh niên nhìn lăng hàn hỏi hắn mặc quần áo màu xanh lăng hàn hoàn toàn không biết thế giới này liền rất biết điều nói ta cũng không biết đang yên đang lành tập luyện công pháp đột nhiên liền bị một hố đen thôn phệ sau đó liền phát hiện ở đây làm sao chạy cũng không ra được lời của hắn thật thật giả giả kỳ thực cùng sự thực cực kỳ ăn khớp chỉ là không có nói hắn từ tiên vực vị diện lấy truyền thống phủ đến nói ra người ta cũng chưa chắc tin tưởng, trừ khi hắn triển lộ ra uy năng thể thuật. Cái này cần gì chứ? Ba người đối diện hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng nếu không như vậy, thì làm sao giải thích một ám mang cảnh có thể tới vân mộng trạch? Xác thực có khả năng xuất hiện tình huống không gian hỗn loạn, tùy cơ truyền tống người đến bất kỳ ngóc ngách nào của thế gian. Một thanh niên trẻ khác nói, ta nghe sư phụ nói, này là bởi vì vực ngoại đại chiến, ảnh hưởng tính ổn định của không gian, Thanh y nam tử cùng hồng y thiếu nữ đều gật đầu, nếu sư phụ nói, vậy khẳng định là đúng rồi. Mang theo hắn rời đi a. À. hồng y thiếu nữ nói, thanh y nam tử gật đầu, chúc thực lực ấy của hắn, đừng nói đi ra vân mộng trẻ cần thật nhiều năm, sớm đã bị dã thú nơi này ăn thịt rồi. Dẫn hắn rời đầm lầy lại nói, làm y nam tử cũng gật đầu đồng ý, thanh y nam tử ra tay, lực lượng hóa thành bàn tay lớn, tóm lấy lăng hàn, ba người cùng nhau bay lên, múa không mà đi. Tốc độ của bọn họ cũng không nhanh bằng Lăng Hàn, nhưng Lăng Hàn không thèm để ý chút thời gian ấy, nói tiếng cảm ơn, liền bắt đầu tu luyện. Hắn muốn ở trên độ cao của quy tắc mau chóng trở lại tiên vương cảnh, dù sao cái này hạn chế thể thuật của hắn trưởng thành. Thấy Lăng Hàn lại nhắm mắt tu luyện, ba người hồng y thiếu nữ đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thầm nghĩ tiểu tử này ngược lại thật sự là định lực kinh người, lúc này lại còn có thể tính tâm. Một lần đi này, là ba tháng thời gian, bọn họ rốt cục ra đầm lầy, phía trước xuất hiện núi rừng. Thanh y nam tử thả lăng hàn xuống, vừa định để lăng hàn tự động rời đi, nhưng con người trợn lên tròn trịa. La sư huynh, làm sao vậy? Không y thiếu nữ hỏi. Thanh y nam tử chỉ vào lăng hàn, ra mặt run rẩy. Hắn 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 hắn, hắn làm sao, trên đầu mọc sừng. Làm y nam tử cười nói, nhưng ánh mắt đảo qua lăng hàn, tương tự chừng con người ra ngoài. Ám mang tầng 4, không y thiếu nữ cũng nhìn sang, nhất thời bật thốt lên. Đùa gì thế, Trước đó thứ này chỉ mới vừa vào ám mang cảnh, làm sao hiện tại liền thành ám mang tầng 4. Cái tiến cảnh này, nhanh đến mức để ai có thể tin tưởng. Kỳ tài, khoáng thế kỳ tài, bọn họ đều nói, cực kỳ khiếp sợ, kỳ quái, tại sao không có thiên kiếp giáng lâm. Thanh y nam tử lẩm bẩm nói, cái này không hợp lý a à, làm sao cũng phải hạ xuống ba lượt thiên kiếp mới đúng. Không y thiếu nữ trầm ngâm chốc lát, tốc độ tiến cảnh của hắn như vậy, thiên hạ ít có, có thể là thiên địa sủng nhi, vì lẽ đó thiên kiếp không làm gì hắn điều này có thể sao thanh y nam tử cùng lam y nam tử hai mặt nhìn nhau nhưng tựa hồ cũng chỉ có lời giải thích này khá hợp lý a à. người tên gì không y thiếu nữ đột nhiên nhìn lăng hàn hỏi lăng hàn người có bằng lòng bái vào trọng nguyệt giáo hay không không y thiếu nữ lại hỏi lăng hàn giả vờ trầm ngâm ta đối với trọng nguyệt giáo còn không biết gì cả thanh y nam tử nhất thời hiểu ý đây chính là hạt giống tốt nếu như có thể dẫn vào tông môn ngày sau nhất định có thể trở thành định hải thần châm của tông môn. Mà bọn họ là người đào móc lăng hàn, phần giao tình này cũng đủ ăn cả đời. Không biết không có quan hệ, đi xem a, à, ngược lại hiện tại ngươi cũng không trở về được trốn cũ. Hắn nói, làm y nam tử liền vội vàng gật đầu, đúng đấy, đi chơi một chút đi, đi tới trọng nguyệt giáo, bọn họ có lòng tin để lăng hàn từ đây liền không muốn rời đi, bên trong là có tiên vương diệu cảnh. Lăng Hàn cũng có ý tìm hiểu thế giới này, liền vật đầu, đáp ứng đồng hành với ba người. Bốn người đi tới thành thị gần nhất, nơi này có truyền tống trận, có thể thuận tiện đi tới mỗi địa phương. Lăng Hàn cũng nhân cơ hội nói chuyện phiếm với ba người, làm bộ không hiểu, để hiểu rõ thế giới này. Ba người này, thành y nam tử gọi La Hưng, nam tử áo lam gọi kế học danh, hồng y thiếu nữ Lý Quyên, đều là đệ tử của Trọng Nguyệt giáo. Bọn họ đi ra chính là vì bắt con ếch xanh kia, nguyên nhân là sư mẫu của bọn họ, cũng chính là phu nhân của giáo chủ Trọng Nguyệt giáo nhiễm bệnh phải dùng túi độc của nó làm vật dẫn. Chương 2794, kẻ phản bội. Sư phụ của bọn họ không rảnh tay, bởi vì phải tùy thời tùy lúc lấy lực lượng của bản thân duy trì tính mạng của phu nhân, nếu không thì bất cứ lúc nào cũng có thể nổ chết. Bởi vậy, bọn họ liền thay sư phụ điều động, tìm kiếm phương pháp giải cứu, Tuy tiêu tốn một ít thời gian, nhưng kết cục vẫn tốt đẹp. Lại thêm lăng hàn, lần đi này của bọn họ liền có thể nói hoàn mỹ. Siêu vị diện cao đẳng này, tên là Viêm xương vị diện cảnh giới võ đạo phân chia kỳ thực gần như tiên vực, chỉ là tên gọi không giống mà thôi. Mà ở đây, tiên vương cũng gọi là tiên vương, thiên tôn cũng gọi thiên tôn, không hề có sự khác biệt. Có điều, đối với tên to xác khủng bố cuồng loạn kia, ba người này liền không biết một chút nào, chỉ biết có một vực ngoại chiến trường, bên trong không ngừng đại chiến, ngay cả thăng nguyên cảnh như bọn họ cũng không có tư cách tham dự. Lăng Hàn suy đoán kia là địa phương cùng cuồng loạn chiến đấu, xác thực, ngay cả tiên vương cũng không có tư cách đi đến gần, huống chi là thăng nguyên cảnh. Cho dù có truyền tống trận có thể giảm thiểu thời gian chạy đi, nhưng bọn họ vẫn dùng hơn nửa năm mới đến An Dương Sơn. Nơi này chính là địa bàn của Trọng Nguyệt Giáo, nhưng An Dương Sơn vô cùng lớn, nơi này cách Trọng Nguyệt Giáo kỳ thực cũng không gần. Ha ha, dừng lại đi, phía trước đột nhiên xuất hiện 10 người, ngăn cản đường đi của bọn họ. 10 người xuất hiện, chặn lại đường vào núi của bốn người lăng hàn. Các ngươi là người nào? La Hưng lập tức quát lên một nam tử trung niên của đối phương sờ sờ cầm, cười nói chúng ta là người nào không quan trọng trọng yếu là các người vẫn là lưu lại nơi này cùng chúng ta trò chuyện tâm sự a à. mã thất ca chúng ta không muốn tâm sự với ba nam nhân lập tức có người ồn ào kêu phải chúng ta muốn tâm sự với nữ cô nương này dáng dấp rất đẹp ha ha chúng ta thích cùng người như vậy tâm sự nói chuyện còn phải mở rộng lòng giả những người này đều cười to tuy ngôn ngữ rất sằng bậy nhưng trên mặt không có vẻ dâm tà gì mục đích tựa hồ chỉ muốn làm tức giận đám người lý quyên tuy lý quyên rất muốn đè lại hỏa khí nhưng vẫn tức giận đến run run hai mắt phun lửa ở gần sơn môn của trọng nguyệt giáo chúng ta cũng dám cản rỡ như thế các người thật là gan to bằng trời la hưng uy nghiêm đáng sợ nói đã lấy ra một thanh trường đao ánh đao chiếu rọi hàn khí bức người ta rất sợ a à, một người chặn đường cố ý ôm lấy hai tay sau đó cười ha ha trọng nguyệt giáo lại qua mấy năm cái giáo này còn tồn tại hay không cũng khó nói lớn mật ba người la hưng đồng thời quát mắng kha kha trưởng giáo đại nhân các người vẫn bận kéo dài tính mạng cho trưởng giáo phu nhân chỉ cần trưởng giáo phu nhân của các người vĩnh viễn không bao giờ khôi phục trưởng giáo đại nhân của các ngươi sẽ càng ngày càng suy yếu một người chặn đường nói mang theo nụ cười quái dị ba người la hưng đều ngẩn ra sau đó lộ ra vẻ kinh sợ lẽ nào các ngươi là người của hồng hoa giáo đoán đúng một người chặn đường nói, T, lẽ nào trưởng giáo phu nhân bị bệnh là các ngươi dở trò? La Hưng khiếp sợ nói, lại đoán đúng, những người chặn đường này đều cười to, ba người La Hưng biến sắc, như thế vừa nhìn, việc này từ đầu tới đuôi là một âm mưu. Hồng Hoa Giáo là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Trọng Nguyệt Giáo, song phương vì tranh cướp một quạng mỏ phú vân thiết mà không biết đánh bao nhiêu năm, cái này sản xuất thần thạch quý giá, thậm chí còn có khả năng khai thác ra tiên kim. Vì lẽ đó, đây là vùng giao tranh, hai đại giáo vì thế không biết đánh bao nhiêu năm. Cao thủ đệ nhất của trọng nguyệt giáo tự nhiên chính là trưởng giáo đại nhân, được xưng thanh nhật tiên vương, tu vi tầng 2. Mà thanh nhật tiên vương cũng là tiên vương duy nhất của trọng nguyệt giáo, bởi vậy chỉ cần diệt trừ hắn, vậy muốn san bằng trọng nguyệt giáo tự nhiên dễ như trở bàn tay. Hồng hoa giáo cũng rốt cuộc tìm được một lỗ hổng, chính là thê tử của thanh nhật tiên vương. Thanh nhật tiên vương đối với nàng yêu tận xương tủy, để trưởng giáo phu nhân nhiễm phải bệnh nặng, để Thanh Nhật Tiên Vương không ngừng lấy lực lượng của bản thân kéo dài tính mạng cho nàng, chỉ cần trưởng giáo phu nhân bệnh không trừ, vậy sức chiến đấu của Thanh Nhật Tiên Vương liền bị giới hạn, sớm muộn sẽ có một ngày hắn sẽ nguyên khí đại thương. Như vậy, hồng hoa giáo quy mô lớn kéo tới, trọng nguyệt giáo có khả năng một buổi tan vỡ. Có thể tu luyện tới thang nguyên cảnh, đám người La Hưng đương nhiên không thể là người ngu, lập tức đoán ra ngọn nguồn trong đó, toàn thân không khỏi chảy mồ hôi lạnh. Đây là một âm mưu, càng là dương mưu bởi vì cho dù thanh nhật tiên vương biết thì đã có sao hắn sẽ dừng lại sao chẳng trách những người này muốn ngăn cản đoàn người mình trở về bọn họ đương nhiên không thể cho phép trưởng giáo phu nhân hết bệnh các ngươi quá đê tiện ba người la hưng đều trách mắng kha kha ai bảo trưởng giáo đại nhân các ngươi là tình chủng chứ người chặn đường đều cười to bọn họ sớm có dự liệu bởi vậy ở dưới chân núi bí mật bố trí rất nhiều cao thủ đánh lén đệ tử tương tự như la hưng giết la hưng trầm giọng nói Kế học danh gật đầu, Lý Sư muội chờ sau đó ta cùng La Sư Huynh sẽ ngăn cản những người này, người toàn lực đột phá lên núi, chỉ cần để Sư Phụ nhận được tin tức, hắn tất nhiên sẽ xuống núi cứu chúng ta. Ở đây kêu cứu, khoảng cách quá xa, không thể gọi cứu binh, bằng không đối phương cũng không thể ở đây tiến hành chặn lại. Lý Quyên lộ ra vẻ do dự, nhưng vẫn gật đầu. Hai vị Sư Huynh, các người bảo trọng, xông lên, La Hưng hét lớn một tiếng, Lý Quyên lập tức xông ra ngoài, nhưng một ánh kiếm lướt qua, trực tiếp đi vào sau gáy của Lý Quyên. Tình cảnh này ai cũng không ngờ, Lý Quyên càng không nghĩ tới sẽ có công kích từ phía sau đánh tới, nàng một lòng phá vòng vây, hoàn toàn không có đề phòng, nhất thời bị oanh vững vàng, đùng, nàng ngã xuống, máu chảy đầy đất. Ai hạ thủ, tất cả mọi người nhìn về phía kế học danh, chỉ thấy người này đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị, khiến người ta phát lạnh. Kế học danh, người điên rồi, la hưng giận dữ hết, một kiếm này là kế học danh chém ra. Ta điên rồi. Kế học danh cười ha ha, hắn đột nhiên đánh một thủ thế cực kỳ quái lạ. Chương 2795, chết rồi sống lại thượng. Người của Hồng Hoa giáo vừa thấy, không khỏi khiếp sợ, bọn họ vẫn không có từ trong một màn đồng môn tương tàn vừa nãy tỉnh hồn lại, nhìn thấy thủ thế của Kế học danh càng kinh ngạc, vội vã quỷ gối. Bái kiến thiếu giáo chủ. Cái gì? Cả người La Hưng phát lạnh, đồng môn sư đệ này lại là người của Hồng Hoa giáo. Kế học danh nhõn miệng cười, ở trước khi bái vào trọng nguyệt giáo ta chính là thiếu giáo chủ của hồng hoa giáo chỉ là sư tôn không có mang ta về trong giáo vì lẽ đó chuyện này không người nào biết la hưng xoay chuyển ánh mắt nghĩ đến một khác khả năng không khỏi càng thêm phẫn nộ độc của sư nương cũng là ngươi hạ hắn dùng chính là ngữ khí khẳng định bởi vì chuyện này liên tục lộ ra quái lạ sư nương của bọn họ bình thường cơ bản sẽ không xuống núi làm sao có khả năng trúng độc vì lẽ đó nếu như là người mình ra tay liền có thể lý giải kế học danh khẽ mỉm cười không sai, là ta làm." La Hưng run rẩy, Hồng Hoa giáo cũng thật quyết tâm a, à, bởi vì kế học danh nhập giáo thời gian là 30 triệu năm trước. Nói cách khác, ván cờ này ở hơn 30 triệu năm trước liền bày xuống, đợi kế học danh đăng đường nhập thất, thắng được Thanh Nhật Tiên Vương hoàn toàn tiến nhiệm, rốt cuộc hiện thân. Thật đáng sợ, thật đáng sợ, vì lẽ đó, nghiêm chỉnh mà nói ta cũng không phải phản bội, đúng hay không?" Kế học danh nói, biểu hiện thong dong, hiện tại 11 đối với một đúng rồi, còn có một Lăng Hàn nhưng chỉ là ám mang cảnh hoàn toàn có thể bỏ qua không tính hắn chắc chắn thắng chỉ cần giải quyết la hưng hắn tự nhiên có thể nghênh ngang trở lại trọng nguyệt giáo còn la hưng cùng lý quyên chết hắn sẽ tìm lý do lừa gạt la hưng tuyệt vọng kế học xanh sẽ lộ ra thân phận chân thật của hắn tự nhiên là hoàn toàn chắc chắn giải quyết được mình bảo đảm sẽ không tiết lộ bí mật hắn chết chắc rồi mà trọng nguyệt giáo có nội gian như kế học xanh sớm muộn sẽ bị hắn làm sập ha 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 la hưng cười thảm Huyết lệ chảy ra, hắn lấy trường đao chiến ý ngang nhiên. Chỉ tử chiến mà thôi, ai tới nhận cái chết, coi như là mộ chết cũng sẽ có người thay ta chôn cùng. Kế học danh lắc đầu, la sư huynh, đầu óc của ngươi tựa hồ có chút mốc a, à, lẽ nào ngươi còn không biết tính cách của ta? Nếu ta ra tay, sẽ cho ngươi bất luận chỗ trống để né tránh gì sao? La hưng biến sắc, vội vã tra nhìn bản thân, không khỏi giận dữ. Ngươi lại hạ độc với ta, ha 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 ha! có thể không chiến mà giải quyết kẻ địch, đây mới là thượng sách. Kế học danh cười nói, nể tình từng là đồng môn, liền để cho ta tới đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Hắn vừa định cất bước, nhưng thân thể không khỏi run một cái, lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì Lý Quyên lẽ ra đã chết lại đột nhiên đứng lên. Thấy quỷ A, một người rõ ràng bị mình giết chết, nhưng là đột nhiên đứng lên, làm sao có thể không để kế học danh gan sinh ớn lạnh. Phải biết, tuy trên thế giới này có cường giả vô địch, động một chút là có thể đánh bạo tinh thần, nát tan mặt đất một hô hấp liền có thể để biển rộng bốc hơi nhưng tuyệt đối không thể để người chết phục sinh a à. đúng thiên tôn có thể nhưng cho dù là thiên tôn cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ tuyệt không phải là sự tình duỗi tay muốn nói lý quyên là thiên tôn phục sinh đánh chết kế học danh cũng sẽ không tin tưởng nhưng vấn đề là lý quyên thật đứng lên rồi lý sư tỷ la hưng tràn ngập kinh hỷ nhưng cùng lúc đó cũng có chút cẩn thận bởi vì ai biết lý quyên có phải như kế học danh hay không vừa nãy liền diễn một tuồng kịch cho hắn xem mục đích chỉ là vì ám hại hắn đương nhiên khả năng này quá thấp hiện tại hắn đã trúng độc hơn nữa đối phương có 11 một tên thăng nguyên cảnh nghĩ như thế nào cũng không cần dùng chiêu thuật thấp kém như vậy kế học danh lý quyên từng chữ từng chữ nói trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ kế học danh cưỡng ép chấn định hắn nhìn chằm chằm lý quyên ta không tin người chết sẽ phục sinh trên người ngươi có bảo vật chết thay gì a à? lý quyên nào có nàng chỉ biết một kiếm kia kéo tới mình không hề phòng bị nhưng thời điểm kiếm muốn chạm được sau gáy của nàng một nguồn lực lượng quán ngã nàng kế tiếp nàng liền không thể động đậy nghe kế học danh biểu diễn xong làm cho nàng phẫn nộ đến bạo tung tiếp đó nàng lại đột nhiên khôi phục năng lực hoạt động sau đó đứng lên trên thực tế nàng cũng không hiểu ra sao lẽ nào có cao thủ trong bóng tối hỗ trợ sao nàng đương nhiên sẽ không giải thích với đối phương trách mắng người vô liêm sỉ chết không yên lành đối với người sống kỳ thực kế học danh một chút sợ hãi cũng không có hắn lưu ý chỉ là tại sao lý quyên có thể chết rồi sống lại hắn cười nhạt nói lý sư tỷ lẽ nào ngươi đã quên lời ta nói con người của ta làm việc từ trước đến giờ là kín kẽ không một lỗ hồng hiển nhiên không chỉ la hưng bị hắn hạ độc ngay cả lý quyên cũng không ngoại lệ lý quyên nhất thời biến sắc kế học danh đánh lén nàng một kiếm hẳn là chủ ý nhất thời vừa vặn có một cơ hội như vậy nhưng hạ độc với nàng cùng la hưng đây tuyệt đối là mưu đồ đã lâu. Có ý tính vô ý, ai có thể nghĩ tới đồng môn ở chung mấy chục triệu năm sẽ là nằm vùng của địch giáo. Tuy phải phí một ít tay chân, nhưng đại cục là không hề ảnh hưởng. Kế học danh nói, hắn vung tay lên, 10 tên thăng nguyên cảnh của hồng hoa giáo lập tức đi tới, ép tới hai người. La Hưng cùng Lý Quyên đều cao mày, đến một bước này, tựa hồ đã có thể dự kiến kết cục của bọn họ. Ai, Lăng Hàn thở dài, hắn thực sự là tai tinh sao, chạy đến nơi nào cũng sẽ gặp phải sự tình. Hắn chỉ muốn tìm một chỗ đặt chân, trước tiên tìm rõ tình huống, hiểu rõ nơi đi của các nàng nữ hoàng, mới từ từ thong dong đi qua, làm sao liền không cho hắn nhẹ nhõm một chút chứ? "Lam huynh đệ, ngươi ai thán cái gì?" Kế Học Danh cười nói, "Ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không giết ngươi, thiên tài võ đạo giống như ngươi, ta sẽ nghiên cứu tỉ mỉ thấu triệt, năng lực như vậy, ta muốn nắm giữ, trong vòng nửa năm liền hầu như tu xong ám mang cảnh." thiên phú như vậy chỉ có thể dùng truyền kỳ để hình dung, để hắn hiếu kỳ, càng là tham lam. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, lẽ nào ngươi không hiếu kỳ, cô gái này là làm sao chết rồi sống lại sao? Kế học danh cười ha ha, chẳng lẽ là ngươi làm sao? Trường 2796, chết rồi sống lại hạ. Con người của ta chưa bao giờ tham công của người khác, nhưng sẽ không giấu giếm vĩ đại của mình, đương nhiên là ta. Lăng Hàn gật gù, kế học danh đương nhiên sẽ không tin tưởng, chỉ là ám mang cảnh mà thôi, có năng lực như vậy, chẳng phải heo mẹ cũng có thể lên trời sao. Giết, hắn nói nhỏ, 10 người của hồng hoa giáo giết ra, bọn họ đã sớm thiếu kiên nhẫn. Thôi đi, lang hàn khẽ quát một tiếng, nhất thời, thanh âm cuồn cuộn như lôi, tuyên truyền giác ngộ. Mỗi người đều cảm thấy trong đầu ông một cái, sau đó chỉ còn dư lại trống không. Khi bọn họ rõ ràng tỉnh lại, không ai không dùng ánh mắt kinh hãi gần chết nhìn lang hàn, oai lực của một tiếng hống lại đáng sợ như thế, thực lực của người này sẽ kinh khủng đến mức nào thật thật là ngươi kế học danh chỉ vào lăng hàn nói tay có chút run rẩy lăng hàn mỉm cười vừa nãy hắn ở thời điểm kế học danh xuất kiếm lấy ám lực đẩy lý quyên một cái còn máu tươi ngược lại là thật lý quyên xác thực bị thương chỉ là không nặng hắn lại hét lớn một tiếng thanh nhật tiên vương ra gặp một lần oanh thanh âm hóa thành gợn sóng đáng sợ vang vọng khắp an dương sơn tiếng gào của đám người la hưng lý quyên truyền không tới đó là bởi vì thực lực của bọn họ nhưng thể thuật của Lăng Hàn thẳng tới tầng 5 đỉnh cao, dưới một tiếng hống này, bao phủ toàn bộ An Dương Sơn là điều chắc chắn. Chỉ trong nháy mắt, một bóng người cắt ra bầu trời mà tới, trên người có ánh sáng hai màu đặc biệt quấn quanh, đây là tiêu chí hết sức nổi bật, người này là tiên vương tầng 2. Thanh Nhật Tiên Vương, thật to gan, ánh mắt của Thanh Nhật Tiên Vương đảo qua, nhất thời hừ một tiếng, người của Hồng Hoa Giáo lại dám chạy đến nơi đây ngang ngược, thật muốn cưỡi đến trên đầu hắn sao. Hắn tuy không thể đi xa, nhưng rời đi trong thời gian ngắn lại không sao kế học danh lạnh run đột nhiên con mắt hơi chuyển động quỳ xuống nói sư tôn ngài rốt cục đến rồi đồ nhi cho rằng không thấy được lão nhân ra ngài la sư huynh cùng lý sư muội đều là kẻ phản bội độc của sư nương chính là bọn họ hạ cái này đừng nói lý quyên cùng la hưng giận dữ ngay cả lăng hàn cũng có chút kinh ngạc làm người có thể vô liêm sỉ đến mức độ như vậy sư phụ hắn nói hiu nói vượn hắn mới là nằm vùng của hồng hoa giáo La Hưng vội vàng nói, Lý Quyên gật đầu liên tục, thanh nhật tiên vương vừa xuất hiện, bọn họ liền theo bản năng mà quên Lăng Hàn, bởi vì ở trong lòng bọn họ, sư phụ chính là người lợi hại nhất, hơn nữa trên người Lăng Hàn không có màu sắc đặc biệt quấn quanh, lại không phải tiên vương gì. Trong lòng thanh nhật tiên vương tự nhiên rõ ràng, chỉ cần nhìn tình thế trước mắt. Mười tên cường giả hồng hoa giáo vây quanh La Hưng cùng Lý Quyên, mà cái học danh lại đứng ở ngoài vòng tròn. Cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao, nghịch đồ. Vị tiên vương này hừ lạnh, đến lúc này, hắn tự nhiên cũng rõ ràng bệnh của vợ mình là vì sao tới. Hắn ra tay, oanh, uy lực của tiên vương bắn ra. Cho dù bên kế học danh có 11 thăng nguyên cảnh thì đã làm sao, tiên vương đối phó thăng nguyên cảnh, chính là thần linh đối phó phạm nhân, số lượng to lớn hơn nữa cũng không thể bù đắp thực lực chênh lệch được. Một trường ấn xuống, đùng đùng đùng, 10 tên thăng nguyên cảnh nhất thời hóa thành dòng máu, mà kế học danh thì bị bắt, cái nghịch đồ này tuyệt không thể dễ dàng xử tử như thế. Kế học danh lạnh run, hắn tuyệt vọng, mà ánh mắt lại nhìn chầm chầm Lăng Hàn, nếu không có người kia, hắn sao sẽ rơi xuống mức độ này. Lăng Hàn lắc đầu, trước tiên để tay lên ngực hỏi lòng, người có tư cách chỉ trích người khác hay không? Người này là, thanh nhật tiên vương nhìn về phía La Hưng cùng Lý Quyên. Hắn tên Lăng Hàn, là chúng còn gặp phải ở trong vân mộng trạch, vừa nãy thật giống như cũng là hắn ra tay thay hai đồ nhi hóa giải một lần nguy cơ. La Hưng nói, hắn căn bản không nhìn ra thực lực của Lăng Hàn, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nói. Ồ, thanh nhật tiên vương hơi hơi trầm ngâm một hồi, đạo hữu mời lên núi một lát, cho phép bản tỏa kính trà. Đạo hữu, thanh nhật tiên vương lại gọi lăng hàn là đạo Hiếu, đây là ý gì? Ý nghĩa thanh nhật tiên vương sẵn lòng cùng lăng hàn ngang hàng luận giao, địa vị tương đương. Ai có thể cùng tiên vương địa vị tương đương? Chỉ có tiên vương, hí, la hưng cùng lý quyên đều cực kỳ khiếp sợ, tuy bọn họ sớm có suy đoán như vậy, nhưng khi được chứng thực, hai người vẫn bị dọa cho phát sợ bọn họ lại kiếm một tiên vương trở về nhưng mà vị tiên vương này thấy thế nào cũng không giống a à. lang hàn cười nhạt được xin mời thanh nhật tiên vương làm một tư thế mời khách sau đó đi ở phía trước hắn nắm lên hai đồ đệ khác tay áo tung bay nhìn như tiêu sái kỳ thực tốc độ nhanh kinh người bay lượn về phía giữa núi lang hàn hai chân phát lực dễ dàng theo sát ở bên cạnh thanh nhật tiên vương không chậm mảy may thấy cảnh này ba người la hưng lại không hoài nghi đây tuyệt đối là một vị tiên vương bằng không đâu thể nào ở trên tốc độ sánh vai cùng thanh nhật tiên vương kỳ thực thanh nhật tiên vương cũng có chút khiếp sợ mặc hắn thấy thế nào lăng hàn cũng chỉ là ám mang cảnh mà thôi hắn là bởi vì đối phương hét dài một tiếng mới nhận định lăng hàn là cấp số tiên vương nếu không thì thật không thể kinh động hắn đi ra hắn cũng không làm rõ được lăng hàn là xảy ra chuyện gì tình huống như vậy ngay cả tiên vương như hắn cũng lơ ngơ đi tới trên núi Lý Quyên lấy ra kim văn hoa, tự nhiên để thanh nhật tiên vương đại hỷ. Vị chủ dược này thực khó có thể thu được, bởi vì tình huống của vân mộng trạch đặc thù, ngay cả thị lực của tiên vương cũng bị ảnh hưởng lớn, muốn ở địa phương lớn như vậy tìm được một con kim văn hoa, thực sự là cực kỳ khó khăn. Hắn lại không thể đi ra, không thể làm gì khác hơn là để đệ tử điều động, không nghĩ tới thật cho hắn kinh hỉ. Thanh nhật tiên vương trước tiên xin phép thối lui, không thể chờ đợi được nữa mà đi điều chế thuốc, cứu phu nhân của mình, đợi sau khi tất cả hoàn công, đã là ba ngày sau. Hắn một lần nữa lại đây gặp Lăng Hàn, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng biểu hiện trong lúc đó khó nén hưng phấn. Lần này thực sự là đa tạ Lăng đạo hiếu, thanh nhật tiên vương nặng nề vái chào. Nếu không bởi vì Lăng Hàn, lần này khẳng định không cách nào mang kim văn hoa về, mà tên phản đồ kế học danh này cũng không cách nào bắt được. Trọng Nguyệt Giáo thật sự có khả năng như đối phương mưu đồ, ở một ngày nào đó đột nhiên đổ nát, hắn có thể chạy thoát, nhưng phu nhân tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết chương 2797, đưa vùng mỏ. Vì lẽ đó, cái vái chào này hắn là thật tình. Lăng Hàn thản nhiên nhận lấy nói, cũng coi như là duyên phận, thanh nhật tiên vương tự nhiên càng thêm cảm động, hắn cùng Lăng Hàn nói chuyện trời đất, đối với Lăng Hàn càng ngày càng kính nể. Lăng Hàn cũng nhân cơ hội hỏi sự kiện cấp bậc thiên tôn, tuy thanh nhật tiên vương biết có hạn, nhưng ít ra cũng biết một ít sự kiện lớn. Tỷ như, trăm vạn năm trước, Chu Hằng thiên tôn mang theo rất nhiều thiên tài chắc Việt trở về, tiến vào vũ viện đệ nhất thiên hạ, gây nên náo động to lớn. Đệ nhất thiên hạ, ở trong lòng Lăng Hàn nhắc tới một hồi, không khỏi cười, lấy cấp độ của viêm xương vị diện, lại thêm một đống thiên tôn liên thủ, quả thật có tư cách xưng là đệ nhất thiên hạ. Chu Hằng đã nói, không chỉ hắn, còn có thiên tôn khác sẽ từ mỗi vị diện mang về đế giả, đế tinh tiến hành bồi dưỡng, tạo ra được càng nhiều thiên tôn nữa, vì lẽ đó, cái vũ viện đệ nhất thiên hạ này khẳng định là thiên tài như mây. Có biến thái tiến hóa lũy thừa đạt đến 12 không? khẳng định có lăng hàn nhất thời chiến ý rực cháy hận không thể lập tức giết tới vũ viện đệ nhất thiên hạ cùng nhiều thiên tài đại chiến hắn tỉ mỉ hỏi dò thanh nhật tiên vương tư liệu của vũ viện đệ nhất thiên hạ nhưng vị tiên vương này hiểu rõ cũng không nhiều để lăng hàn có chút thất vọng thôi vẫn là chờ đi tới nói sau a à, ngược lại cũng phải đi a à. cuối cùng thanh nhật tiên vương vì biểu đạt cảm ơn trực tiếp đưa cho lăng hàn một vùng mỏ mấy ngày sau lăng hàn liền xuất hiện ở trong vùng mỏ này ha ha thanh nhật tiên vương này cũng thật là nhân tinh. Lăng Hàn cười lắc đầu, vùng mỏ này chính là hồng hoa giáo cùng trọng nguyệt giáo liên tục tranh cướp, kỳ thực đến hiện tại cũng không có quy thuộc rõ ràng, ngày hôm nay người đánh ta chạy, ngày mai ta lại đánh ngươi chạy, nhà nào cũng khai thác không được. Hiện tại thanh nhật tiên vương đưa vùng mỏ cho Lăng Hàn, nhìn như hào phóng, kỳ thực là ném phiền phức cho Lăng Hàn. Mặt khác, thanh nhật tiên vương cũng xác thực nản lòng thoái chí, vì vùng mỏ này phu nhân của hắn suýt chút nữa chết đi, để hắn cũng nghĩ thông suốt không cần thiết lưu ý vật ngoại thân như thế nhưng vô duyên vô cớ tặng cho hồng hoa giáo hắn lại không cam lòng vậy đưa cho lăng hàn tự nhiên là biện pháp tốt nhất còn có hiệu quả giá họa nha lăng hàn lẩm bẩm nếu như hồng hoa giáo phát hiện hắn tiến vào vùng mỏ nhất định sẽ phái người ngăn cản vậy trừ khi lăng hàn chịu từ bỏ nếu không liền khó tránh khỏi xung đột có điều trong vùng mỏ này khả năng có tiên kim tồn tại cho dù chỉ là khả năng lăng hàn cũng phải tìm một lần hắn quá cần tiên kim nhất định phải luyện chế ra thiên tôn bảo khí của mình. Một bên lăng hàn đi về phía vùng mỏ, một bên đang suy tư. Thiên sinh này nhất định phải diệt, có điều, trong thân thể của hắn hẳn còn có chút lạc ấn của duyên sinh thiên tôn, có thể tiêu diệt linh hồn của thiên sinh, để duyên sinh thiên tôn thay vào đó hay không? Nếu như có thể, vậy duyên sinh thiên tôn không phải phục sinh sao? Lấy kiệt xuất của duyên sinh thiên tôn, lại thêm thân thể của thiên sinh, vậy tương lai hắn có thể trưởng thành đến mức nào? Lăng hàn không khỏi tràn ngập kỳ vọng, hắn không muốn một người làm anh hùng, cuồng loạn đã sớm đạt đến độ cao của thất bộ thiên tôn, bản thân lại hóa thành vị diệt, thực lực mạnh tuyệt đối đứng đầu nguyên thế giới. Một mình hắn muốn chém xuống, chuyện không thể nào, vì lẽ đó, số lượng thất bộ thiên tôn càng nhiều càng tốt, đạt tới trình độ nhất định liền có thể chống đỡ cuồng loạn, mà nhiều hơn nữa, có thể chém giết cuồng loạn, triệt để khôi phục nguyên thế giới bình tĩnh hay không. Chỉ cần cuồng loạn một ngày không chết, như vậy nguyên thế giới bị nó thôn vệ sẽ một ngày không dứt, đến thời điểm đó hết thảy thế giới sẽ tịch diệt. Đứng lại, lang Hàn đang nghĩ xuất thần, nên không có chú ý hoàn cảnh chung quanh, bất thình lình bị người quát mắng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước chính là một vách núi, mà hai bên trái phải đều là nơi đóng quân, nhưng hiện tại một nơi đóng quân đã lui hết rồi, một bên khác là khí thế ngất trời, đang dựng lại công sự. Người quát bảo ngưng lại chính là một tên thăng nguyên cảnh, đỉnh đầu đội mũ màu xám, ánh mắt rất hung ác. Hiển nhiên, nhân mã thuộc về trọng nguyệt giáo đã lui lại, hiện tại hồng hoa giáo đang chuẩn bị khai thác. Lăng Hàn cười còn nói, thanh nhật tiên vương đưa vùng mỏ này cho ta, các người cũng không cần để ý, ta lượn một vòng sẽ đi. Hắn tự nhiên không thèm để ý khoáng thạch phổ thông, cần chỉ là tiên kim. Ha ha, thật là một kẻ ngu si, nam tử mũ xám thả người mà ra, soạt, một cây trường thương đâm tới, cuốn lên kình phong gào thét. Tuy tu vi của Lăng Hàn nhìn qua chỉ là ám mang cảnh, nhưng hắn là người cẩn thận, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, chỉ lo lăng hàn tu luyện một loại công pháp nào đó ẩn giấu tu vi, lại đây âm hắn. Bởi vì trọng nguyệt giáo đột nhiên lui lại vốn là cực kỳ không hợp lý, hắn phải cẩn thận từng ly từng tí. Lăng hàn chỉ làm như không thấy, vẫn đi tới, oanh, trường thương đâm tới, nhưng một luồng lực lượng càng đáng sợ hơn rung động, trường thương nhất thời đâm ngược. Phốc, đâm thủng trái tim của nam tử mũ xám, nam tử mũ xám hai mắt trợn tròn, trên mặt tất cả đều là không thể tin tưởng, hắn lại bị binh khí của mình giết trên đuôi thương không có bầy xuống phù văn tính sát lục nguyên bản chỉ là tổn thương phổ thông nhưng nam tử mũ sám cảm giác một luồng khí thế đáng sợ đang làm loạn ở trong cơ thể chém chết sinh cơ của hắn để hắn càng ngày càng suy yếu hắn cách cái chết không xa hắn chết không nhắm mắt a à, chỉ là tiểu tử ám mang cảnh làm sao có khả năng cường đại như thế dù cùng hắn cảnh giới tương đương cũng không cách nào mạnh mẽ đến mức độ như thế trừ khi đối phương là tiên vương nhưng trọng nguyệt giáo còn có tiên vương thứ hai sao một ý nghĩ chưa xong hắn đã vĩnh viễn mất đi ý thức lăng hàn hoàn toàn không có để ở trong lòng tiếp tục tiến lên cái này với hắn mà nói chỉ là một khúc nhạc dạo ai bảo đối phương muốn giết hắn chứ liêu đại nhân đã chết không xong liêu đại nhân chết mất thấy nam tử mũ xám bị giết chết nơi đóng quân nhất thời đại loạn một đám cường giả cấp bậc thang nguyên cảnh giết ra dồn dập nhìn lăng hàn nhưng không có ra tay Trước đó bọn họ căn bản không có phát hiện nơi đây có dấu hiệu chiến đấu, nhưng nam tử mũ xám lại chết, đây là thực lực của lang Hàn quá mạnh mẽ sao? Chương 2798 có tiên kim. Vậy dĩ nhiên không thể tùy tiện ra tay, các hạ là ai? Có người trầm giọng hỏi. Lang Hàn không có để ý, đi tới vách núi nhưng không ngừng bước, tiếp tục tiến lên. Các cường giả thấy thế, đều liên tục cười lạnh, đây là một vùng mỏ, mà vì sao hai tiên vương đều tranh giành? bởi vì khoáng thạch nơi này ẩn chứa nguyên tố kim loại quý giá, có thể đề luyện ra chân kim chỉ đứng sau tiên kim. Cũng bởi vì như thế, núi đá nơi này cực kỳ cứng rắn, đừng nói cấp bậc thăng nguyên cảnh toàn lực oanh kích cũng không thể phá hoại, ngay cả tiên vương toàn lực oanh kích cũng chỉ có thể mở ra một miệng nhỏ. Người lại muốn lấy thân phá vào, ngốc về đến nhà, nhưng sau một khắc, con mắt của bọn họ đều trợn lên tròn trịa, lộ ra vẻ cực kỳ kinh sợ. Thân thể của Lăng Hàn thật giống như thiết như tiến vào trong nước, từ từ không còn không phải vách núi biến thành nước, mà là lăng hàn thật giống như một vũ khí sắc bén không gì không xuyên thủng, miễn cứng chém ra vách núi, có thể nhìn thấy bột mịn không ngừng hạ xuống, đây là lăng hàn quá mạnh mẽ, và nát vách núi. Quá khủng bố, hắn căn bản không phải ở dưới trạng thái vận động cao tốc, chỉ bước chậm mà đi, nhưng vẫn có thể tạo thành phá hoại kinh khủng như thế, đây là lực lượng cuồng bạo cỡ nào. Tất cả mọi người run rẩy, hiện tại bọn họ tự nhiên không dám ra tay rồi, đi tới khẳng định chỉ có phần chịu chết. Lang Hàn bạo phát thể thuật, đây chính là lấy năng lượng hư tử rèn luyện ra, lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, cho dù chỉ là một chút cũng nắm giữ lực phá hoại cực kỳ đáng sợ, bị hắn mạnh mẽ phá vào trong vách núi. Hắn bước chậm mà đi, người khác cần hao hết tâm lực đi mở ra, hắn chỉ cần tùy ý cất bước là được. Khi bóng người của hắn hoàn toàn biến mất, các cường giả rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Làm sao bây giờ, bọn họ hai mặt nhìn nhau, có thể nhìn thấy trên trán những người khác chảy mồ hôi lạnh người này không phải chúng ta có thể ngăn cản vẫn là thông báo giáo chủ đại nhân đi ừm lập tức có người trở về đi hồng hoa giáo truyền đạt tin tức khoảng cách này không xa bởi vậy chỉ hai ngày sau hồng hoa giáo chủ liền xuất hiện tuy giáo tên hồng hoa nhưng vị giáo chủ này không phải nữ giới mà là một nam nhân hàng thật đúng giá vóc người khôi ngô mái tóc như bườm sư còn để trần lồng ngực chỉ vừa nhìn ai có thể nghĩ đến hắn lại là người tâm tư thâm trầm bố cục liền cần mấy chục triệu năm mới có thể phát ra sát cơ hắn đã biết tình huống nhưng nhìn lăng hàn lưu lại cửa động vẫn lộ ra kinh sợ hồng hoa giáo chủ ra tay ở trên vách núi nhấn một trường sắt 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 nhất thời một đám lớn vách núi hóa thành hạt cát dồn dập hạ xuống giáo chủ uy vũ các cường giả nhìn thấy nhất thời lớn tiếng hoan hô cái này tăng lên rất nhiều tinh thần cho bọn họ hồng hoa giáo chủ cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng trong nội tâm lại một mảnh rung động bởi vì chỉ có hắn tự mình biết vừa nãy một đòn này nhìn như tùy ý nhưng tiêu hao hắn bao nhiêu lực lượng nhưng có người nói người bí ẩn kia căn bản không có ra tay cứ như vậy đi vào liền để cát đá dồn dập hạ xuống một đôi so sánh hắn liền biết mình xa xa không bằng trọng nguyệt giáo từ nơi nào đưa đến một đối thủ đáng sợ như thế hắn có ý từ bỏ rồi lại không cam lòng mưu đồ lâu như vậy lẽ nào ngay cả đối thủ cũng không nhìn thấy liền từ bỏ sao chí ít cũng phải chờ lăng hàn đi ra nhìn tình huống lại nói hắn thầm nghĩ lại nói lăng hàn bước chậm ở trong ngọn núi hắn đang cảm ứng vị trí của tiên kim kỳ thực cả ngọn núi này chính là kim mẫu ẩn chứa số lượng chân kim cấp cao kinh người đây chính là vị diện cấp cao ở tiên vực dưới tiên kim chính là thần thiết không có cấp độ khác chỉ có thể chế tạo thần thiết thành chuẩn tiên kim nhưng nơi này có ở dưới lực lượng thiên địa càng mạnh mẽ chân kim nơi này vượt xa cấp độ thần thiết bởi vậy nơi này xác thực có khả năng sinh ra tiên kim tiên kim đương nhiên là cấp bậc tiên vương có gợn sóng đặc biệt, bởi vậy lăng hàn đang bắt giữ gợn sóng như vậy, chỉ là chân kim đối với thần thức của lăng hàn có ảnh hưởng mạnh mẽ, để phạm vi dò xét của hắn có hạn, tiến độ của hắn cũng không nhanh, ngọn núi quá lớn, trời mới biết tiên kim ở nơi nào, có thể không có a, à, lăng hàn cũng không vội, đây chính là tiên kim, mỗi một vị tiên vương đều mơ tưởng, nếu như quá tùy ý liền có thể đạt được, còn có cái gì hy, đệt mới vừa nghĩ tới đây, hắn bất thình lình nhìn thấy một khối kim loại to bằng đầu nắm tay màu xanh lục. Cái này vừa nhìn liền biết không phải phàm vật, bốc lên tiên khí mịt mờ, ngay cả tham nguyên cảnh cũng không cách nào tới gần, sẽ bị đánh nổ thân thể. Tiên Kim, Lăng Hàn kinh ngạc, mới vừa nói tiên kim không thể dễ dàng tìm tới, nhưng một ý nghĩ vẫn không có xoay qua, vậy thì xuất hiện. Phải cao hứng mới đúng a. À? Lăng Hàn cười ha ha, cất đi tiên kim, khối tiên kim này, hắn không dự định cho tiên ma kiếm thôn phệ, cũng không có ý định luyện thành binh khí, mà là làm ra không gian thần khí. Không không gian tiên khí, tiên kim chế tạo, vậy trừ khi thiên tôn ra tay, còn cần lo lắng sẽ bị đánh nổ sao. Từ khi hắc tháp tĩnh mịch, hắn đối với làm sao thu người ở bên cạnh liền buồn phiền, bởi vì chiến đấu quá kịch liệt sẽ phá hư không gian thần khí, để hắn không cách nào toàn tâm toàn ý đi chiến đấu. Thực sự là giúp đại ân, hắn nở nụ cười, xoay người quay về, tuy hắn có thể cứng rắn khai phá ra một con đường đi ra ngoài, nhưng như vậy sẽ tiêu hao thể lực, không có chuyện gì dần vặt lung tung sao. Non nửa ngày sau, hắn từ cửa động đi ra, nhất thời, hắn cảm giác được một luồng khí thức mạnh mẽ phả vào mặt, không khỏi nhìn sang, một tiên vương tầng hai khôi ngô, lôi thôi lách thách ánh vào mi mắt. Hồng hoa giáo chủ, phản ứng đầu tiên của Lăng Hàn chính là muốn cười, nhưng ngẫm lại cười nhạo tướng mạo của người ta là không lễ phép, bởi vậy cưỡng ép nhịn xuống, nhưng vẫn không nhịn được chăm chú nhìn tên tiên vương kia. Thực sự là trà đạp danh tự này a à. Hồng hoa giáo chủ cũng đánh giá Lăng Hàn, hắn càng thêm khiếp sợ, rõ ràng không có từ trên người lăng hàn cảm ứng được lực lượng quy tắc mạnh mẽ, đối phương thực sự là một tên ám mang cảnh hàng thật đúng giá. Nhưng cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào, chỉ một chút mà thôi, hắn lập tức bị tiên kim màu xanh lục trong tay lăng hàn hấp dẫn. Trả tiên kim cho ta, chương 2799, luyện không gian tiên khí. Lăng hàn sửng sốt một chút, tiên kim của ngươi sao? Trả cho ngươi, hắn không khỏi bật cười, nguyên bản bởi vì tướng mạo cùng tên gọi của đối phương tương phản có chút không nhịn được cười, nghe nói như thế dĩ nhiên là cười phun ra ngoài. Há, phía trên này viết tên ngươi, hồng hoa giáo chủ hư một tiếng, đây là địa bàn của hồng hoa giáo ta, mặc kệ chỗ này ra đồ vật gì, đều thuộc về giáo ta. Người đây chính là không nói lý sao, lang hàn thản nhiên nói, bản tọa chính là không nói lý, thì đã làm sao? Hồng hoa giáo chủ hư một tiếng, vung tay lên, bày trận, nhất thời, hơn trăm cường giả cấp bậc thăng nguyên chuyển động, có sát khí đáng sợ lưu truyền. Hồng hoa giáo chủ không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, mấy ngày nay hắn không phải là đần độn đang đợi lăng hàn đi ra, mà làm lượng lớn bố trí, lợi hại nhất đương nhiên là một tòa sát trận. Trao đổi tình huống khác, tiên vương nào sẽ va vào trong trận pháp bố trí kỹ càng. Ai bảo hiện tại lăng hàn tự chui đầu vào lưỡi, để hắn có thể thong dong bố trí. Cũng bởi vậy, hắn tự tin gấp trăm lần, lăng hàn nha một hồi, khóe mắt lưu chuyển ra sát ý, Người đây là muốn giết ta. Không sai, Hồng Hoa giáo chủ uy nghiêm đáng sợ nói, một tên tiên vương cũng giá trị vô cùng, mặc kệ là sống hay chết, hắn cũng không có dự định chỉ lấy một khối tiên kim. Lăng Hàn lắc đầu, vậy thì không có gì để nói nhiều, xác thực không có gì để nói nhiều, đi. Soạt, một ánh kiếm xẹt qua, trói lọi trời cao. Hồng Hoa giáo chủ một câu đi chết đi vẫn chưa nói hết, đã bị một kiếm cắt đầu, oành, máu tiên vương phun ra, đưa tới thiên địa đau buồn, mưa máu rồn rập. Lăng hàn thu kiếm, lấy thực lực bây giờ của hắn lại thêm tiên ma kiếm sắc bén, muốn thuấn sát một tiên vương tầng 2 có khó khăn gì. Những cường giả khác của hồng hoa giáo còn đang thúc đẩy sát trận, nhưng trong nháy mắt lão đại của bọn họ liền bị chém xuống, để bọn họ kinh ngạc đến ngây người, không tự chủ được mà ngừng lại, chỉ cảm thấy cả người đều là hàn ý. Tiếp tục thúc đẩy sát trận, đùa giỡn, giáo chủ của bọn họ cũng chỉ có phần bị thuấn sát, vậy dù khởi động sát trận thì đã làm sao, làm gì được đối phương sao vẫn là nhân lúc không có ra tay công kích lăng hàn, có cơ hội vãn hồi, mau mau dừng tay đầu hàng. Những cường giả này đều quỳ một chỗ, không dám có chút dị động. Lăng hàn nhìn lướt qua, cũng không có đại khai sát giới, hiện tại hắn không có thời gian. Hắn nhanh chân rời đi, đi tới một tòa thành thị, sau đó ra giá cao tìm hiểu, nơi nào có thể nung nấu tiên kim. Ngọn lửa phổ thông làm sao có khả năng luyện hóa tiên kim, phải đi địa phương thiên địa nguyên hỏa rào rào nhất. Rất nhiều người coi hắn là kẻ ngu si, nhưng có trọng thưởng tất có người dũng cảm, hắn vẫn dò thăm được tin tức. Hắn xuất phát, trải qua một năm, đi tới dưới một núi lửa sớm đình chỉ phun trào, địa hỏa nơi này cực kỳ khủng bố, có thể nung nấu tiên kim. Quy tắc hệ hỏa thật mạnh mẽ, lăng hàn gật đầu, chẳng trách nơi này có thể nung nấu tiên kim, nếu như chân thân nhảy vào trung tâm địa hỏa, vậy thì ngay cả tiên vương tầng 9 cũng sẽ bị luyện hóa thành cho. Lăng Hàn không có lãng phí thời gian, bắt đầu luyện hóa tiên kim. Đây chỉ là một khối phôi thô, trong đó có rất nhiều tạp chất, phải trước tiên tinh luyện, lại đúc thành không gian tiên khí, nếu không sẽ ảnh hưởng mức độ kiên cố. Hắn đi tới phụ cận hỏa hạch, dùng đại năng lực lấy ra địa hỏa, nung nấu tiên kim. Tốc độ cũng không nhanh, cho dù địa hỏa này cực kỳ khủng bố, nhưng tiên kim dù sao cũng là tiên kim, nào có dễ dàng bị luyện hóa như thế. Lăng Hàn nhìn địa hỏa sôi trào, từng hảo diễm phù văn nhảy lên, để hắn cũng có cảm giác kích động, muốn tung người vào trong đó, lấy ra năng lượng bàng bạc kia luyện hóa bản thân nhưng hắn đè xuống kích động như vậy hắn không phải tiên kim tiên kim bất diệt chỉ có thể biến hóa trạng thái mà thôi nhưng nếu như hắn bị luyện hóa vậy liền thật sẽ ngòm nhiệt độ nơi này quá cao thể phách của lăng hàn có thể chịu đựng nhưng chúng nữ không được coi như các nàng ở trong không gian thần khí cũng vô dụng đến nơi này cho dù chỉ thoáng tiếp cận hỏa hạch không gian thần khí liền trực tiếp nung chảy các nàng đều ở lại bên ngoài đại bộ phận thời gian lăng hàn đều luyện hóa tiên kim nhưng mỗi cách mấy ngày sẽ dành chút thời gian ở cùng chúng nữ, dù sao đây là một nơi xa lạ, hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Hắn trước hết khôi phục thể chất của mình, sau đó xúc động quy tắc thời gian, đối với mình làm thời gian lưu gia tốc, như vậy liền để tốc độ nung nấu tiên kim của hắn tăng nhanh. Hơn 100 năm sau, lang Hàn rốt cục lộ ra nụ cười. Đại công cáo thành, hắn hoàn toàn tinh luyện tiên kim, nhỏ hơn nắm đấm một ít, bị hắn làm thành một cái hộp nhỏ, bên trong phong ấn quy tắc không gian, sáng tạo một tiểu thế giới tiểu thế giới này không phải rất lớn bởi vì lăng hàn nắm giữ quy tắc không gian còn lâu mới khôi phục chảm trần cảnh đương nhiên năng lực có hạn có điều diệu dụng của tiên kim chính ở tính dẻo chỉ cần tu vi của hắn tăng lên tự nhiên có thể tiếp tục mở rộng không gian bên trong tiên khí lăng hàn rời đi thu chúng nữ vào trong không gian tiên khí sau đó mình cũng đi vào hắn còn muốn cải tạo thế giới này một chút để nó càng thêm thích hợp ở lại hiện tại nơi này trống rỗng lăng hàn đưa đến lượng lớn núi cao còn có đại giang đại hà biển rộng hiện nay liền không cân nhắc, không gian nơi này còn không phải rất lớn. Hoa cỏ cây cối cũng không cần hết sức trồng, bởi vì hắn đưa đến núi lớn, trên vùng bình nguyên thì có lượng lớn, đương nhiên, nơi này cũng có thật nhiều động vật, côn trùng. Lăng Hàn lại lấy đại năng lực sáng chế mặt trời mặt trăng ngôi sao, có ngày đêm biến hóa. Lăng Hàn hết sức hài lòng, tuy cái này còn chưa đủ hoàn mỹ, nhưng là tồn tại có khả năng vô cùng, có thể theo tâm ý của hắn đi cải tạo, hơn nữa, đây mới thực là bảo khí thuộc về hắn, không cần lo lắng sẽ làm phản giống như hắc tháp. Nên đi vũ viện đệ nhất thiên hạ, hắn lên đường, một bên cần tu không ngớt. Hơn 100 năm sau, hắn bước vào phân hồn cảnh, nhưng cảnh giới càng cao, tiến cảnh tự nhiên càng chậm. Cho dù hắn là tiên vương, nhưng quy tắc của nơi này không giống, hơn nữa cấp độ càng cao hơn, tiến cảnh nào có nhanh như vậy. Muốn trở lại tiên vương cảnh, ít nhất phải 10.000 năm A. À.